chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Vậy sao, đáng thương quá, để em giúp anh một tay vậy. Tô Mộc Tranh nói dứt lời liền đứng ở khu 100 nhưng không kêu Diệp Tu nữa, một mình bắn pháo chống tăng vào đám trộm đang bỏ lên. Đạn pháo nổ tung hất văng hai tên trộm Noel khỏi đỉnh tháp. Chiêu này là kỹ năng công kích diện rộng, sử dụng trong tình huống như vậy rất tốt. Em ăn tối rồi à? Diệp Tu hỏi, mâm rồi, Tô Mộc Tranh không lùa quái liên tục như Diệp Tu. Đầu tiên, cô giúp Diệp Tu tìm trộm Noel rồi về thành mua sắm một chập, sau đó mới quay lại tháp chuông nhảy lên đỉnh tháp đứng chờ Diệp Tu. Cực kỳ rảnh rỗi để kiếm gì bỏ bụng, Tô Mộc Tranh hiện đã không còn đánh chơi nữa. Trên đỉnh tháp, cả hai cùng phối hợp lượn vòng trông chừng trộm, một lát sau, cứ tên trộm Noel nào bò lên là lại bị nhầm đầu đè xuống. Cảnh này đương nhiên không phải cảnh mà sáu đại công hội muốn nhìn. Chỉ là nghiền cổ trông lên thì không cách nào tránh được sự thật này. Chắc chỉ tạm thời thôi nhỉ, mọi người thầm nghĩ, thoáng chốc nửa tiếng trôi qua, tạm thời này có vẻ hơi bị dài. Trần Dạ Huy rất chú ý đến bảng thợ săn Noel, hắn nhận thấy quân Mạc Tiếu đang thăng hạng một cách chóng mặt. Trộm Noel rơi xuống từ đỉnh tháp chỉ hấp hối chứ không chết ngay, sau đó lại tiếp tục bò lên, lại bị hất xuống. Cứ như vậy hai ba lượt ngã thì cũng lăn ra chết tốt. Thời điểm này chính là lúc gặt hái. Quân Mạc Tiếu mấy giờ trước đã biến mất trên bảng thợ săn, nhưng lúc này bắt đầu tiến quân thần tốc từ vị trí 989 trần dạ huy mỗi lần mở bảng kiểm tra là lại thấy quân mạc tiếu nhảy thêm một đoạn kèm theo bên tai là tiếng trộm noel ngã xuống kêu la thảm thiết trần dạ huy không cam lòng tiếp tục ngẩng đầu ngóng trông đám trộm noel có thể mạnh mẽ lên đám người chơi công hội khác cũng không rời đi vẫn ôm hy vọng quân mạc tiếu không thể kiên trì đánh hết đống trộm noel này vài lần họ trông thấy có trộm bò lên đang chuẩn bị tấn công tên trộm noel vừa bò lên kia đã bay xuống chưa đầy một giây có khi tiện đường còn kéo theo đám anh em trộm đang trèo tháp rơi cùng. Lại nửa tiếng trôi qua, đi đôi với số lượng trộm Noel ngã chết tăng vọt, tốc độ leo hạng của quân Mạc Tiếu trên bảng thợ săn cũng ngày càng nhanh. Vị trí 512, đây là vị trí hiện tại của quân Mạc Tiếu, Trần Dạ Huy trơ mắt nhìn quân Mạc Tiếu leo tới vị trí đấy mà không thể ngăn cản. Số lượng trộm Noel dưới tháp chuông đã giảm đi rõ rệt, trong số 6 công hội lớn vây quanh đã có hai nhà lặng lẽ rời đi họ không nhìn thấy dấu hiệu nào chứng tỏ quân Mạc Tiếu không thể chống đỡ được đám trộm nên không muốn lãng phí thời gian nữa. Mỗi lần một tên trộm Noel chết, chẳng mấy chốc sẽ có một tên trộm mới xuất hiện bên trong thành tội ác. Còn họ thì sao, phí thời gian đứng đây ngóng đợi, hai nhà lui, sau đó là nhà thứ ba, thứ tư. Rốt cuộc chỉ còn mỗi gia vương triều, Trần Dạ Huy không phải không thấy rõ tình hình mà chỉ là thật sự không cam lòng. Theo tình hình hiện tại, Muốn bảo vệ đỉnh tháp thì không nhầm nhò gì với trình của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, tuy nhiên, nếu có chuyện bất ngờ nào thì sao? Trần Dạ Huy lúc này đang đánh cuộc vào vận may của hắn. Hắn trông ngóng vào một sai lầm bất ngờ nào đó, nhưng với cách ăn ở của mình, hắn chỉ trông thấy quân Mạc Tiếu tiếp tục tiến quân trên bảng thợ săn. 400, 300, 200, theo sau quân Mạc Tiếu cùng tiến thăng, Trần Dạ Huy thấy được một cái tên khác. Phong sơ yên mộc, Trần Dạ Huy đã xem nhẹ cái tên này, nó thậm chí còn cao hạng hơn so với Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu lọt vào top 200 trong khi đó Phong Sơ Yên Mục đã nằm trong top 100 rồi. Trần Dạ Huy nhanh chóng phản ứng kiểm tra lại bảng thợ săn và lại phát hiện Hàn Yên Nhu, cái tên này cũng đang đứng ở vị trí cao hơn Quân Mạc Tiếu. Rất rõ ràng là cả ba đang tổ đội diệt trộm, vì vậy ba người đều tăng hạng trên bảng thợ săn một cách phi mã. Trần Dạ Huy chỉ lo đối phó với Quân Mạc Tiếu Kết quả là quân Mạc Tiếu vì lùa quái nên mất vị trí trong bảng thợ săn nhưng hai người còn lại thì vẫn duy trì được thứ hạng của mình. Điểm tích lũy sẽ chia đều khi lập đội giết trộm. Nói cho cùng, tranh lệch giữa bộ ba bọn họ là không thay đổi, nhưng hạng cả ba đều tăng rất nhanh trong bảng thợ săn. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, thu hoạch của đám người chơi tốt đầu phát tài từ thành tội ác trước kia đang giảm xuống rõ rệt. Mà lúc này, Diệp Tu sau vài tiếng ảm đạm thì cũng tới mùa thu hoạch lớn, còn họ, vẫn phải đi săn từng tên trộm được khôi phục lại một cách chậm chạp sau khi bị Diệp Tu tiêu diệt. Với sự thu hoạch này, mặc dù điểm tích lũy của ba người được chia đều nhưng cũng đủ để dễ dàng vượt qua những người chơi không còn tài nguyên khai thác tại thành tội ác. Dạng sáng không giờ, đêm bình an đi qua, lễ Giáng sinh chính thức tiến đến. Hoạt động Noel trong trò chơi cũng không có gì thay đổi, tại tháp chuông thành tội ác khu 10, việc bảo vệ đỉnh tháp của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cuối cùng cũng kết thúc sau 2 giờ. Phong sợ yên mộc, hàn yên nhu, Quân Mạc Tiếu, lúc này ngáo nghễ đứng ở ba vị trí 1, 2, 3 trên bảng thợ săn, 15 cao thủ của gia vương triều không phải bị đạp một cái mà ăn liền ba cái, sắc mặt Trần Giả Huy lúc này khó coi như người chết. 341 thi thể trộm Noel trồng chất dưới chân tháp, một số lượng lớn đã được tái lập, tuy nhiên số còn lại vẫn chất đầy một vòng nhìn chẳng khác gì một cây thông Noel, nhưng có hơi tàn nhẫn và máu me. Nhìn cây thông Noel được tạo bởi máu tanh tàn khốc nhưng vẫn ngập tràn không khí Giáng sinh, bởi trên cây treo đầy quà từ trộm Noel. Hàn Yên Nhu đang leo lên cây ra sức nhặt lấy các gói quà Noel đấy. Tuy nhiên, Hàn Yên Nhu lúc này không phải do Đường Nhu điều khiển mà là Trần Quả. Hàn Yên Nhu không nhảy lên tới đỉnh tháp, vốn dĩ cũng không đủ năng lực để nhảy, Trần Quả chỉ muốn hóng hớt nên không chấp nhận lời mời vào đội của Diệp Tu để chiếm lợi. Song cuối cùng cô cũng không cưỡng nổi sức quyến rũ từ những gói quà. 341 tên trộm Noel chết nghĩa là 341 gói quà đã rơi ra. Đừng nói là hai người Ba người cũng không thể bê hết toàn bộ. Do được hệ thống bảo hộ, không cùng đội thì không lấy được quà, xem ra đành phải vứt lại đây đợi hệ thống quét và bỏ đi thôi. Đường Nhu không nề hà gì, nhưng bị Trần Quả phê bình kịch liệt, đẩy cô sang một bên rồi tự mình cầm nhân vật nhặt quà liên lỉ. Đường Nhu giờ khóc giờ cười nhưng cũng buộc phải ngồi sang bên cho Trần Quả tự xử. Chương 286, hại người chẳng lợi mình. Không giờ sáng, bình thường thì Diệp Tu đã phải bắt đầu thay ca từ một tiếng trước. Nhưng trong nhiệm vụ Noel hôm nay, Diệp Tu lại làm lớn chuyện đến vậy, khán giả như Trần Quả còn để tâm hơn Diệp Tu, trực tiếp phê chuẩn, sai bừa một người trực đêm thay Diệp Tu. Trần Quả điều khiển Hàn Yên nhu nhặt quà lia liệu, bên cạnh âm vang tiếng pháo súng, quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc từ trên đỉnh nhảy xuống. Lợi dụng sức giật của súng có thể làm giảm một phần phản lực khi rơi, giảm mức độ thương tổn. Còn độ cao thế nào, lực bắn của súng ra sao, cần bắn mấy lần, Diệp Tu đương nhiên biết rõ chúng bằng không chết vì té tháp thì thật quá buồn cười. Hai người một trước một sau nhảy xuống, cũng bắt đầu nhặt quà. Chẳng qua quân Mạc Tiếu vừa nhặt vừa ném thuốc liên tục, toàn bộ đều là mana, phàn nàn, em xem, anh đã nói nhiều mà. Nhiều vẫn tốt hơn là không. Phong sợ yên mộc nói, cũng vùi đầu nhặt quà, mấy thứ dư thừa trên người đều bỏ ra ngoài. Từ lúc kẻ trộm đầu tiên ngã xuống không bao lâu, không ít gói quà đã bị hệ thống xóa bỏ. Trừ khi hệ thống mãi mãi không xóa quà, nếu không cả ba chẳng thể nào nhặt hết được, quả có còn đến giờ cũng chẳng được tích sự gì. Ba người vây quanh xác trộm nhặt quà, mà đâu đâu trên đường phố cũng có những ánh mắt lén lút dõi theo. Xếp xong của sáu công hội lớn đã rút lui, nhưng vẫn cài người ở lại. Lỡ may mà quân Mạc Tiếu sơ suất, mọi người nhận tin sẽ tới ngay. Kết quả quân Mạc Tiếu trả trừa cho họ cái mẹ gì, cả đám chỉ đành chảy nước miếng nhìn đống quà trên các thi thể. Thế còn chuyện lên TV, tất nhiên phải đi đổi quà với ông già Noel nhặt đồ không cần thao tác điều luyện gì, ba người mau chóng nhặt đầy túi, ngó thấy mặt đất vẫn còn quà, ngay cả Diệp Tu cũng cảm thấy tiếc nuối. Ai ngờ, hắn nhìn thấy Hàn Yên Nhu dưới tay Trần Quả quay đầu đi thẳng, không chút lưu luyến. Diệp Tu còn đang khâm phục sự dứt khoát của chị chủ, chợt nghe thấy Trần Quả sốt ruột hét lên, nhanh lên coi. Chạy về giao quả mau, có khi chút về còn chưa mất hết đâu. Bên cạnh Trần Quả, Diệp Tu trộm lau mồ hôi rồi lẳng lặng theo sau, phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh cũng theo sau hai người nhưng trọng lượng đang đầy, cả ba đi lại khá tập tính. Đến Diệp Tu và Tô Mộc Tranh sử dụng phi súng cũng chẳng thấy phiêu nổi. Ông già Noel có mặt ở mọi khu luyện cấp, tiện cho người chơi trả nhiệm vụ. Ông đứng ở cửa vào thành tội ác, cách tháp chuông hơi xa. Với tốc độ của cả ba, chờ giao quà chạy về, Diệp Tu nghĩ sẽ không kịp. Tính thử lợi ích đến từ những gói quà và điểm tích lũy suốt 10 tiếng này, Diệp Tu thầm thở dài. Hành động lần này của hắn, quả thực là hại người chẳng lợi mình. Với các công hội lớn, Diệp Tu làm số trộm phong phú tại thành tội ác giảm đáng kể, khiến thu hoạch của họ chẳng hơn gì lũ người tranh nhau cướp quái tại khe núi nhất tuyến và vùng đất lưu lạc. Phần thường không nhiều, quả càng miễn bàn, còn chính Diệp Tu, nếu chỉ là nhiệm vụ bình thường, lấy hiệu suất một tiếng trước của hắn, tuy 10 tiếng không đủ để kiếm điểm của 341 tên trộm, nhưng không kém mấy với điểm đã chia ba hiện tại. Mà chuyện quà cắp lại tổn thất quá lớn, ít ra hắn sẽ không bị lãng phí chừng ấy quà khi làm nhiệm vụ bình thường lúc này trên người cả ba chỉ có mấy chục gói quà nếu là bình thường diệp tu thế nào cũng kiếm được hơn trăm kết quả cuối cùng là lợi ích của diệp tu hơn xa các công hội lớn nhưng nó lại được tạo thành từ việc giảm quyền lợi của các công hội còn lợi ích thực tế của diệp tu đã bị giảm mạnh đây không phải điều diệp tu mong muốn hắn thà lẳng lặng làm nhiệm vụ lấy điểm đổi quà còn hơn diệp tu không quan tâm các công hội khác thế nào đáng tiếc luôn có người muốn làm khó hắn diệp tu quan ngại sâu sắc với chuyện này hắn hy vọng trong 24 giờ tới, mọi người có thể lý trí đối mặt với nó. Khó lắm mới có event, lưỡng bại cầu thương thực sự không có lợi. Suy nghĩ suốt một đường, cuối cùng ba người cũng tới chỗ ông già Noel. Quà cướp về được đưa liên tiếp cho ông già Noel, chân quả nóng ruột, bấm chuột ầm ầm, trong nháy mắt tất cả đều được đổi thành quà. Sau đó cô chạy về tháp chuông, vừa chạy vừa mở quà. Số cô khá đỏ, mở hết quà được lên TV ba lần. Hai lần là được đột tím, tuy không phải nghề mình, nhưng ít nhất có thể bán lấy tiền, mà lần thứ ba lại được một quyển sách kỹ năng cộng 20 điểm. Trần Quả Hoan Hồ đã mới nhận ra đây là tài khoản người ta, nhưng cô vẫn đắc ý với vận may của mình. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không ăn ở tốt như Trần Quả, may mà quà nhiều, ít nhất được lên TV một lần. Đều là đồ tím bình thường, hai người không ai coi trọng lắm. Sau khi mở quà, cả ba nhảy từ 31 lên 32. Đánh kẻ trộm Noel nhận được không ít kinh nghiệm, mà mở quà còn được nhiều hơn hoạt động của hệ thống từ trước tới nay đều là thời cơ tốt để lấy kinh nghiệm hệ thống keo kiệt hiếm lắm mới có một lần chơi rộng tay không thì sao lại có nhiều người đổ xô tới vậy nhìn ba nhân vật thăng cấp diệp tu chợt nhớ tới những đồng đội khác mở danh sách bạn tốt nhìn thử bánh bao xâm lấn vẫn chưa online kiều nhất phàm đêm nay không xuất hiện diệp tu không rõ chuyện của bánh bao xâm lấn còn kiều nhất phàm là đội viên chiến đội hẳn là đi ăn lễ hỏng tăng tình đồng đội rồi ra thế cũng có thói quen ấy vừa nghĩ đến đây Hắn lập tức hỏi Tô Mộc Tranh, Noel đó, chiến đội không có hoạt động gì sao? Có mà, Tô Mộc Tranh trả lời. Sao em không đi, em bị bệnh, Tô Mộc Tranh nói. Ba người mau chóng quay về tháp chuông, không hề vô ích, dưới chân tháp vẫn còn quà chưa bị mất. Nhưng cũng chỉ lẻ tẻ được 10 gói. Trần quả không liều mạng như ban nãy, cô thong dòng chia quà dư cùng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Quà không còn, thi thể cũng biến mất gần hết. Tháp chuông nhanh chóng trở về bình thường, trần quả cũng thỏa ước nguyện vừa đứng lên trả hàn yên nhu cho đường nhu vừa đẩy diệp tu nhanh lùa thêm lần nữa coi diệp tu cười khổ chị chủ chị nghĩ kỹ đi lùa quái như vậy có khác với lúc tôi sâu lâu quái không trần quả giật mình ngẫm nghĩ lại thành tích của diệp tu một tiếng giết 14 kẻ trộm lùa quái một đợt hình như chẳng khác gì mà còn mất nhiều quà thì phải dẫu sao cả ba cũng đạp mấy đứa khác xuống bảng thợ săn noel rồi nghĩ vậy trần quả thoải mái hẳn lên người chơi thường như cô hiển nhiên rất ham thành tích nhưng Diệp Tu lại muốn điểm tích lũy mang tính thực tế hơn. So hạng cùng đám người thường, đáng sao, Diệp Tu khước từ niềm mong mỏi quấn quýt cùng quái của Trần Quả, rồi đi xả lũ. Hơn 12 tiếng, ngồi bất động một chỗ, Diệp Tu cũng phải trao đổi chất chứ. Đi WC, ăn uống, lo sợ đứa nào đánh lén, Diệp Tu quyết định không treo máy, mà cẩn thận thoát game. Quân Mạc Tiếu lo cao rồi, các công hội đột nhiên chú ý tới chuyện này, đầu tiên ngẩn người, sau đấy mừng như điên. Từ lúc kẻ trộm Noel bị giết ở tháp chuông, số trộm của thành tội ác lại đông như trước, các công hội lại tích cực cướp quái, giờ phát hiện quân Mạc Tiếu đột nhiên lo cao, quả là một tin tốt cực kỳ. Đặc biệt là Trần Dạ Huy, sảng khoái cứ như nhổ được cái gai trong ngực. Lúc này mở bảng xếp hàng nhìn thử, bởi vì ba người cùng chia điểm, tuy rằng đè bẹp 15 vị hảo hán, nhưng tranh lệch chưa đủ khiến người tuyệt vọng. Diệp Thu lo cao, nhưng họ còn chưa lo cao, bây giờ vẫn còn thời gian để đuổi kịp hắn. Trần Dạ Huy hăng hái chỉ huy, dựa vào hiệu suất hiện tại của họ, chỉ cần 4 giờ là có thể đè bẹp được quân Mạc Tiếu, 5 giờ đồng hồ sau 15 vị hảo hán sẽ chiếm lĩnh bảng xếp hạng lần nữa. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, bọn họ kích động và bận rộn suốt nửa tiếng, một giờ sáng, tiếng thông báo của hệ thống làm tan nát con tim của đám lão đại. Hệ thống thông báo, bạn tốt quân Mạc Tiếu đã lên mạng. Bạn tốt quân Mạc Tiếu, mọi người quả thực muốn cắn nát năm chữ trên, thằng này không phải bạn tốt, chắc chắn không phải các lão đại chút giận vào phần tên, đổi quân mạc tiếu thành tiện nhân, cầm thú, thằng cướp, thằng giặc, bằng không chẳng thể nguôi ngoai. Mà mấy chuyện nhảm nhí ấy sao có thể ảnh hưởng đến Diệp Tu? Vào trò chơi, Diệp Tu chọn một tư thế ngồi thật thoải mái, khó hiểu nhìn Trần Quả ở cạnh, sao chị còn chưa đi ngủ? Event đó, Trần Quả nói xong, Trục Yên Hà cắm đầu chạy trong thần chi lĩnh vực. Chật chật, Diệp Tu cảm thán, nhìn lại bên mình, có tin gửi đến. Con chuột vừa di sang nhìn, tin tức không chỉ có một, mở ra, thì ra là Lam Hà, đại thần, anh chuẩn bị chơi giống vừa nãy sao. Lam Hà sau khi biết thân phận của Diệp Tu, xưng hô cũng đổi theo, không thể mặt dày xưng ông tui thân thiết như trước kia nữa. chương 287, Hợp tác, người gửi tin không chỉ mình Lam Hà, có cả tin của ba công hội lớn, mà sau khi biết thân phận quân Mạc Tiếu, dạ độ Hàn Đàm và Sa Tiền Tử luôn miệng xưng đại thần. Ngoài ra còn có Yên Vũ Thương Thương của Yên Vũ Lâu, Thêm cả mấy công hội khác cũng đường hoàng chạy qua thăm dò, tự nhiên như thể trong đám thèm muốn trộm Noel mà Diệp Tu lùa đến hôm trước không hề có họ. Còn phải xem, Diệp Tu chỉ trả lời ba chữ với tất cả mọi người. "Đại thần, cứ tiếp tục thế này, cả hai ta đều không chiếm được lợi." Lam Hà cũng nhắn lại, "Lúc trước cậu để lại người của mình canh ở dưới chân tháp, nhưng sau cùng chỉ trơ mắt nhìn ba người Diệp Tu bên rất nhiều quà bị mất trộm không thể mang đi, cuối cùng bị hệ thống xóa sạch, thực sự làm người ta đau lòng vô cùng." Lúc này, những kẻ lão luyện như bọn Lam Hà đều đang dựa vào điểm tích lũy trên bảng thợ săn Noel để tính toán thử, dự đoán phần lợi ích kiếm được từ đợt kéo quái khổng lồ của ba người đứng đầu bảng, rồi chợt phát hiện làm như vậy cũng không kiếm được nhiều, nhưng nó đủ để đả kích những người khác. Cả lũ vẫn đang lo quân Mạc Tiếu sẽ giày vò nhau nữa, lúc trước thấy hắn lo cao còn mừng không thôi, ai ngờ chưa đầy nửa tiếng người đã quay lại, nên họ buộc phải chạy tới thăm dò. Hợp tác với quân Mạc Tiếu, không phải không có ai nghĩ thế, bản lĩnh của quân Mạc cứu đủ để chèn ép tất cả các công hội khác, tới lúc đó công hội nhà mình chỉ cần làm đồng đội của hắn là chắc chắn kiếm được lời, hơn nữa cũng không lãng phí quả từ trộm Noel. Có điều, hành động lùa quái quá lộ liếu không thể nào âm thầm làm mà chẳng ai hay biết, tới khi bại lộ nhất định sẽ bị các công hội khác bắt tay hội đồng. Lúc đó có khi thành công dã tràng, không những không trèo nổi bảng thành tích còn bị các công hội giáp lá cả, hại nhiều hơn lợi. Sau một hồi suy nghĩ, các công hội đang ôm ý định ấy đều đồng loạt từ bỏ, cuối cùng chỉ đành rủ nhau thăm dò. Họ chỉ hy vọng quân Mạc Tiếu không lùa quái thế nữa, nhà nhà phát triển trong hòa bình, có quyền lợi ngang bằng. Chúng ta không tranh thứ hạng, nhưng ít nhất đừng để tên kia làm mấy chuyện chặn nguồn tài nguyên của cả bọn nữa. Không chỉ mình Lam Hà khuyên giống vậy, những người khác cũng thay nhau phân tích thiệt hơn, trong chớp mắt, tất cả cứ như bạn tốt của nhau. Diệp Tu Hiểu còn sớm hơn họ, mà những công hội này cũng vô duyên vô cớ bị vạ lây, họ vốn không định đối phó quân Mạc Tiếu, tranh đoạt trên bảng xếp hạng. Gia Vương Triều có đến 15 người đứng nhất, bảng xếp hạng công hội ở tiết xa ngôi đầu. Các công hội cũng đã biết Gia Vương Triều tập trung đầu tư vào khu 10, không ai muốn so đo bảng thành tích tạm thời này nữa. Tranh bảng vốn chỉ có một mình Gia Vương Triều, khó chịu chuyện quân mạc tiếu xoán vị bằng tốc độ ánh sáng cũng chỉ có Gia Vương Triều, nên mới sai kiếm phong sở chỉ bày trận bàn tơ xoắn ốc đối phó với quân mạc tiếu. Kết quả trận bị phá, Diệp Tu không muốn nhây nữa, trực tiếp xài đại chiêu lùa quái số lượng lớn tuy bản thân không được lợi nhưng chẳng phải ra vương triều cũng tổn thất đó sao ba thứ hạng đầu bị người đá xuống khiến họ hận chết được mà trần dạ huy còn chưa biết diệp tu đã bâng quơ để lộ từ đầu tới đuôi cho các công hội khác nhiều công hội tức giận vô cùng hóa ra họ đã bị ra vương triều liên lụy trở thành người chết thay biết được nguyên nhân này các công hội chưa đến mức quay sang yêu mến quân mạc tiếu nhưng đối tượng căm hận của họ nhất định đã có thêm gương mặt mới ra vương triều nhìn chúng độc chiếm bảng thợ san noel đã thấy khó chịu giờ lại hiểu rõ đầu đuôi không ít hội trưởng lại tự động đi sửa danh hiệu bản tốt ngay lúc này diệp tu lại chủ động đưa ra một đề nghị hợp tác đề nghị này của diệp tu đã gỡ bỏ toàn bộ băn khoăn lúc trước của các công hội các công hội lớn muốn một mình hợp tác với quân mạc cứu nhưng đều sợ bị dân tình hội đồng mà ý của diệp tu lại là tất cả mọi người cùng hợp tác rồi cho ra vương triều cứ thích quấy rối kia ra rìa ai ai cũng hài lòng với đề nghị trên sau khi các công hội liên hệ nhau thảo luận cũng cảm thấy rất khả thi. Nhưng chỉ có một điều khiến người ta rối rắm hơn cả đó chính là chuyện phân chia quà bị trộm. Điểm tích lũy nhận được khi giết chết kẻ trộm Noel sẽ được hệ thống phân chia đồng đều cho mọi người trong đoàn đội, còn phần quà rơi ra lại được nhặt tự do, kẻ ít người nhiều sẽ dẫn đến tranh chấp. Cả lũ không phải người một nhà, họ chỉ là các công hội cạnh tranh, tuy đang hợp tác nhưng vẫn không thể trao chọn niềm tin vấn đề này trở thành rào cản lớn nhất hiện nay đám xếp sòng của các công hội bàn tới bàn lui cũng không thể đưa ra một biện pháp khiến người tin phục thế cứ để ăn ở quyết định đi cuối cùng diệp tu đề nghị dù sao mọi người cùng đoàn đội cả đánh cũng không xi si nhê cứ xem ai nhanh tay thì được phương pháp nói cũng như không kia lại trở thành phương pháp được nhiều công hội tán thành nhất lúc này đã nói trước vậy rồi sau này thằng nào nhặt được ít cũng chỉ có thể trách chính mình chậm tay không đổ lỗi ai được phương án được quyết định xong lập tức đi lập đoàn đội. Vinh Quang cho phép một tổ đội đông nhất là 10 người, đoàn đội đông nhất là 10 đội, nói cách khác một đoàn đội phun là 100 người. Mà hiện tại các công hội tham gia hợp tác có 12 nhà. Cuối cùng mỗi nhà phái ra 8 người, phần đều ở 10 đội, thêm vào Diệp Tu, Tô Mộc Tranh và Hàn Yên Nhu, tổng cộng là 99 người. Nhân số của mỗi người không ít, nhưng slot đoàn đội có hạn nên chỉ đành chia như vậy. Nếu tập trung điểm tích lũy và kinh nghiệm, họ có thể huấn luyện ra một đội tinh anh còn vượt trội hơn cả hạn mức vì vậy 8 người tham dự không ai không phải cao thủ hàng đầu các công hội gia vương triều bày chiến thuật biển người các công hội lại không muốn dốc toàn quân lại còn có thể rơi vào thế yếu so với gia vương triều mà cách kháng cự duy nhất họ có thể chọn chính là lập một đội tinh anh hàng đầu gia vương triều chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ hơn nhưng họ cũng có thể bồi dưỡng ra một đội một đội cực kỳ tinh anh dẫu sao kỷ lục phó bản cũng chỉ cần một đội tinh anh là đủ mà chuyện hợp tác trước mắt lại là cơ hội thuận tiện để họ bồi dưỡng ra một đội ngũ tinh anh nếu lần hợp tác này thuận lợi tất cả chưa chắc kiếm được lời nhưng quan trọng hơn những công hội bị cho ra rìa sẽ trở nên kém hẳn mà gia vương chiều lại là một trong số đó bên tăng bên giảm kinh nghiệm mà gia vương chiều nhận được trong event trở nên ít ỏi level sẽ bị tụt lại ưu thế biển người của chúng đứng trước ưu thế cấp bậc tinh anh của các công hội khác ngược lại bị níu chân rất nhiều việc này không nên chậm trễ Quyết định phương án xong xuôi đoàn đội khổng lồ 99 người lập tức bắt tay vào hành động, người chơi bắt đầu tản đi bốn phương tám hướng trong thành tội ác, nghe theo lệnh mà thực hiện kế hoạch tìm quái. Mà bấy giờ hai bên quân mạc tiếu của Diệp Tu, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu và Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh lại đứng bất động. Không lâu sau, những người lao đi của các công hội đã có người quay về, sau lưng họ có thêm một em trộm Noel. Diệp Tu điều khiển quân mạc tiếu đón lấy, công kích. Một con lại một con, Thù hận của đám trộm Noel nhanh chóng chuyển sang quân mặc tiếu. Bởi vì tất cả đều là thành viên trong cùng một đội, thù hận của kẻ trộm Noel dù ở trên người ai cũng không ảnh hưởng đến chuyện sở hữu nó. Đoàn đội tức là một thể thống nhất, nên thù hận của kẻ trộm Noel vẫn có thể chuyển sang người cùng đội. Mà người đánh người không, thù hận dễ dàng bị cướp đi. Vài người chơi mang kẻ trộm Noel đến rồi nhanh chóng quay người rời đi, Diệp Tu cũng nhẹ nhàng kéo chúng lại, sau đó cũng không đứng được mặt đó mà co giò chạy. Một đám trộm Noel nối đuôi nhau, hoặc là do hắn kéo hoặc là người đến trao, tóm lại cả lũ đều bám sau mông hắn. Xe lửa lại khởi hành, mà toa xe còn tăng nhanh hơn trước, bởi lần này Diệp Tu có hơn 90 cu ly chuyên phụ trách lùa quái dùm mình. Thằng trả lại bắt đầu rồi, Trần Dạ Huy còn chưa biết gì, mới nghe thuộc hạ báo cáo quân Mạc Tiếu lại khởi hành, hắn ta đã lập tức điên lên. Ngăn hắn lại bằng bất cứ giá nào, Trần Dạ Huy ra lệnh, người của Gia Vương Triều lại chán nản đi chấp hành, ở một con phố nào đấy, một đội người chơi chặn đường quân Mạc Tiếu, đang chuẩn bị tiến lên đập thì một luồng pháo laser nổ ngay người. Tô Mộc Tranh ra tay còn nhanh hơn họ, hàn yên nhu của đường nhu đâm mâu sông lên, tốc độ di chuyển của cô dọa sốc đám kia luôn. Tham gia hoạt động săn kẻ trộm Noel hơn 20 tiếng, Hàn Yên Nhu lại lấy được kỹ năng ý chí đấu giả lúc trước. Cao thủ do gia vương triều phái ra át có thể cùng đường Nhu dây dưa một lúc. Nhưng thấy một kỹ năng cao cấp vốn không nên xuất hiện ở đây, đố đứa nào dám lên tiên phong. Còn về phần phong sơ yên mộc, người chơi cao thủ và tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ chín chữ thôi cũng đủ để miêu tả tất cả. Một tiểu đội đi trận đánh lại dễ dàng bị phá ra một lỗ hồng. Vì thế mấy người còn đang đuổi theo chợt thấy được một màn khiến họ khó hiểu. Tại con đường phía trước, một người chơi của mưu đồ bá đạo lôi một em trộm Noel chạy ngang qua, quân mạc tiếu bước lên mấy bước đoạt lấy thù hận của con đó. Chỉ mới một chiêu mà trộm Noel đã về tay quân mạc tiếu, tình huống này chỉ có thể giải thích rằng quân Mạc Tiếu và Mưu Đồ Bá Đạo cùng một đội. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Trần Dạ Huy. Trần Dạ Huy ngẩn ra, lập tức hiểu, Mưu Đồ Bá Đạo hợp tác với Diệp Thu rồi. Diệp Thu là người Trần Dạ Huy ghét, Mưu Đồ Bá Đạo cũng vậy, đừng quên Trần Dạ Huy cũng là một thành viên của gia thế, là hội trưởng công hội gia vương triều, muốn nói chiến đội ghét nhất và công hội ghét nhất, tất nhiên phải là Bá Đồ và Mưu Đồ Bá Đạo. Hiện tại hai mục tiêu ghét bỏ hợp tác với nhau, ghét lại thêm ghét, nhân lên là hai lần ghét. Mưu đồ bá đạo dám hợp tác cùng quân Mạc Tiếu, hư, thật không biết sống chết là gì. Trần Giả Huy cười khẩy, theo hắn thấy, công hội lén lút hợp tác với quân Mạc Tiếu sẽ bị mọi người chỉ trích, mà đây chính là cơ hội tập trung quần chúng trừng trị diệp thu của hắn. chương 288, MT siêu mạnh. Trần Dạ Huy còn đang mải tính toán xem phải lợi dụng cơ hội này đi xui khiến các công hội lớn thế nào thì bất ngờ nhận được tin tức, kẻ trộm Noel của Lam Khê Các cũng bị quân Mạc Tiếu thu lấy, đôi bên cứ lập là tổ đội với nhau. Lam Khê Các á, Trần Dạ Huy hơi giật mình, lúc trước Lam Khê Các và mưu đồ bá đạo đều thất bại ở khu 10, phát triển không được như ý, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hai nhà cảm thấy cơ hội lợi dụng đã tới, vội tìm quân Mạc Tiếu hợp tác thật sự là hành động không khôn ngoan chút nào trần dạ huy cảm giác lần này không chỉ có thể trừng trị quân mạc tiếu mà còn có thể chèn ép cả hai công hội vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh kia trần dạ huy mở danh sách bạn tốt ra đang chuẩn bị gửi tin cho hội trưởng các công hội khác thì bỗng nhiên lại có tin đến nội dung cũng y hệt hai cái trước chẳng qua tên công hội đã đổi thành yên vũ lâu hử yên vũ lâu cũng nhảy vào góp vui ư trần dạ huy còn đang khó hiểu một loạt tin nhắn cùng loại đã nối đuôi tràn vào hộp thư kèm theo đó là báo cáo phản ánh hiệu suất kéo quái lần này của diệp tu Trung Thảo Đường, 301, Bách Hoa Cốc, Hồ Khiếu Sơn Trang, Đạp Phá Hư Không, Hoàng Phong, Hạ Vũ. Tên các công hội cứ lần lượt hiện lên trên bảng tin, làm Trần Giả dạ Huy trợn tròn mắt. Làm tâm điểm cho dân tình chỉ trích, hành động không khôn ngoan. Trần Giả dạ Huy phát hiện mình đã lầm đối tượng, người đang bị cô lập phải là Gia Vương Triều mới đúng. Là hội trưởng, Trần Giả dạ Huy nắm rõ tất cả, Gia Vương Triều không hề tham gia hoạt động lần này. Tin tức mới không ngừng tràn đến, có vài cái lặp lại, dù sao thì người bị phái đi cũng không biết đã có người báo với hội trưởng rồi. Chẳng mấy chốc, Trần Giả Huy cũng nắm sơ được có bao nhiêu công hội thuộc phe quân Mạc Tiếu. 12 nhà, dù không phải toàn bộ nhưng cũng không khác mấy. Ba công hội lớn tham dự không sót một nhà, các công hội có thực lực khác cũng góp một chân trong đó. Những công hội đã cùng ra vương triều bao vây thủ tiêu quân Mạc Tiếu nay rủ nhau quay đầu, bắt tay hợp tác với quân Mạc Tiếu vì lợi ích trước mắt. Trần Dạ Huy không có ý định như vậy bởi hắn biết rõ thân phận của quân Mạc Tiếu, biết quan hệ giữa Diệp Thu và gia thế không được tốt. Người không biết sự thật chắc hẳn đều nghĩ đại thần Diệp Thu sẽ bảo vệ gia vương chiều nhất, nhưng ai rõ nội tình như Trần Dạ Huy lại không mơ đến chuyện hợp tác cùng Diệp Thu. Liệt kê hết 12 công hội, Trần Dạ Huy thấy thành phần có thực lực sót lại chỉ còn mình công hội Luân Hồi. Bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, cô ẩm của Luân Hồi không chủ động trả lời quân Mạc Tiếu. Lúc này gã không khác gì Trần Dạ Huy, cảm thấy rét lạnh như mùa đông. Bọn họ vô kế khả thi, lại chỉ đành bó tay. Đối mặt với sự liên hợp của 12 công hội, họ còn cách nào để ngăn chặn? Kẻ trộm Noel ở thành tội ác lại nhanh chóng tập trung sau lưng quân Mạc Tiếu. Chỉ mới đợt thứ nhất, lần lượt 90 người vừa trở về đều dẫn theo ít nhất một tên trộm Noel, thậm chí còn có người không chỉ dẫn một con. Nửa giờ, chỉ nửa giờ đồng hồ, đám trộm Noel tụ tập sau lưng quân Mạc Tiếu đã lên đến 415 hơn xa số quái hắn tự tay đi kéo suốt 8 tiếng. Mà bấy giờ số trộm Noel ở thành tội ác dần trở nên thiếu thốn, ngoài đoàn đội 99 người này, những người khác muốn tìm một em cũng không biết đi đâu mà tìm. Cả đoàn 99 người hiện đang lao về phía tháp chuông nằm giữa thành tội ác. Diệp Tu không dừng lại mà trực tiếp để quân Mạc Tiếu bật nhảy, đội quân trộm còn lúc nha lúc nhúc sau mông hắn. Nhưng khác với trước đấy, quân Mạc Tiếu còn chưa nhảy lên đỉnh đã có nhiều người chơi đứng quanh tháp bắt đầu tấn công. Tất cả kẻ trộm đều ngoảnh mặt làm ngơ như thể đống chiêu đó không thể thương tổn đến mình, chúng vẫn cố chấp vào tới chân tháp, bắt đầu trèo lên đỉnh. Bởi vì những người chơi đánh chúng không phải thành viên của đoàn 99 người, cho nên đám trộm Noel phớt lờ họ. Mà những người chơi kia đương nhiên là người của 12 công hội phái tới. Công kích của họ ảnh hưởng đến đám trộm lại không thể cướp được thù hận của chúng. Họ không nhận được tí lợi ích nào, nhưng thân là cao thủ được công hội bồi dưỡng, họ cũng được xem là nửa chuyên nghiệp. Các công hội sẽ có chế độ ưu đãi riêng, nên họ tất nhiên phải nghe theo công hội. Đánh kiểu gì cũng không âu tin nổi. Đây có lẽ là giấc mộng lớn nhất của mỗi DPS, mà bởi vì quy định mục tiêu thù hận đặc biệt của đám trộm, người chơi có thể thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy. Dưới trận công kích như bão táp, những tên trộm Noel nối đuôi nhau ngã xuống, quả bị trộm phát sáng đầy đất. Những người trong đoàn đội đứng xung quanh chảy cả nước miếng, đứng nhòm như hổ rình mồi, lại chưa dám chạy lên nhặt đa số những người đánh trộm thuộc các nghề có kỹ năng phạm vi sát thương lớn như pháp sư nguyên tố và ma kiếm sĩ một vòng dưới tháp chuông đều thuộc phạm vi công kích của họ nên những gói quà cũng nằm trong khu vực đó người chơi trong đoàn đội không thể tổ đội cùng nhóm chuyên công kích bên ngoài nếu họ xông lên lụng ngay bây giờ có khả năng sẽ bị đánh chết như đám trộm noel vậy nên cả lũ chỉ có thể canh lúc công kích rừng mà nhào lên nhặt lấy nhặt để đồng loạt công kích hiệu suất tất nhiên rất cao những con có thể vượt qua bom lửa trèo tháp đuổi theo quân mạc tiếu chẳng còn bao nhiêu. Nhưng em leo được lên đỉnh thì lại bị Diệp Tu lạnh lùng đạp xuống, chỉ có thể biến thành thi thể sau khi hạ cánh. Hiệu suất trồng xác dưới chân tháp nhanh gấp bội Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Không lâu sau, chân tháp đã bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp thi thể. Mà thi thể tái lập luôn nhanh hơn đồ vật, đám người chơi không cần lo những gói quả đang bị chôn dưới đống thi thể kia sẽ biến mất. Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Lam Hà ngây ngẩn cả người. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày đầu cùng quân Mạc Tiếu đánh bản. Một đợt sóng xô, lại là một đợt sóng xô. Lam Hà lẩm bẩm, tựa như đấu pháp một đợt sóng xô mà họ đã bày ra khi đánh bản rừng rậm băng xương, thành phần chủ chốt trong đấu pháp lần này lại là MT siêu mạnh quân Mạc Tiếu. Có thể giữ thù hận của 415 con quái một lúc là một chuyện không tưởng, dù xài thủ đoạn treo tường hay leo tháp. Có điều, cảnh tượng có hành tráng mấy, Lam Hà cũng không còn thấy kinh dị như hồi đi rừng rậm băng xương nữa vì cậu đã biết quân Mạc Tiếu là ai. Diệp Thu một đại thần vượt xa trí tưởng tượng của họ, họ đương nhiên không thể tưởng nổi chuyện hắn có thể làm. Chỉ thoáng chốc, số trộm còn sống trở nên ít hẳn, người chơi trong đoàn đội không nhịn được nữa mà xông lên tranh giành. Các hội trưởng ra lệnh cho đội chuyên công kích dừng tay để tránh ngộ thương, khâu cuối cùng, người chơi phải tự mình đi nhặt. Lúc này quân Mạc Tiếu đứng trên đỉnh tháp nổ súng, từ tốn nhảy xuống. Đại thần rớt xuống mặt đất, người chơi đương nhiên phải nhường đường. 12 công hội tự chém giết tranh quà, ba người Diệp Tu đã bảo đảm quyền lợi trước. Nếu dùng phương pháp tranh giành ấy thì không công bằng cho cả ba. Mà đấu pháp này lại không thể không có Diệp Tu, hắn có tư cách yêu cầu được nhận ưu đãi đặc biệt, các đại công hội cũng không phản đối, đồng ý với hắn. 415 tên trộm Noel, 415 gói quà bị trộm, theo giao kèo lúc trước phải chia thành 13 phần, ba người Diệp Tu lấy một phần. Một phần 13 cũng tầm 31, 32 gói, chia đều cho cả ba số còn lại được 96 người trong các công hội tranh giành, chia đều thì mỗi người có thể nhận được khoảng 3, 4 gói. Đợt thứ nhất vừa chấm dứt, kẻ trộm Noel lại sinh thêm, đoàn đội 99 người lập tức hành động, còn đội phụ trách công kích vẫn ngồi quanh tháp chuông không rời. Cũng có người chơi nghĩ ra ý tưởng mới, đề nghị quân Mạc Tiếu không cần rời khỏi tháp, cứ đứng đấy để họ dẫn quái về đập là đủ. Diệp Tu nghe xong lắc đầu, hắn không phải thần tiên, muốn kéo được thù hận của cả đàn quái phải lợi dụng địa hình xung quanh đứng giới hạn một chỗ mà khống chế mấy trăm con nghe quá hư cấu nhưng đợt lùa quái thứ hai thực sự năng suất hơn lần đầu rất nhiều những người ra đi lần này thường dắt hẳn hai ba em về cùng lúc giết hai tên trộm có thể làm khó đám cao thủ như họ nhưng chỉ cần kéo và chạy đừng nói hai ba bốn năm cũng không thành vấn đề vì thế bốn trăm kẻ trộm noel bị kéo đến lần này lại bị giết sạch nhặt sạch trong thời gian chưa đầy nửa tiếng tất cả người chơi vui mừng phấn khởi lấy điểm và phần thưởng dễ quá đi. Mà chuyện đáng mừng hơn chính là thành viên của 12 công hội đang nhích dần lên bảng thợ săn Noel, còn điểm tích lũy của công hội Gia Vương Triều dường như đang bắt đầu tăng chậm dần. Đây là chuyện đáng mừng của tất cả các công hội. Ban đầu họ cứ tưởng không còn cách nào cạnh tranh với Gia Vương Triều trong hoạt động lần này, không nghĩ đến đã có Quân Mạc Tiếu, tất cả đã khác xưa. Không chỉ bảng xếp hạng từ cấp 31 đến 35, tính cả bảng xếp hạng công hội điểm tích lũy của 12 công hội không ngừng thu hẹp khoảng cách với vị trí đứng đầu của Gia Vương Triều. Bấy giờ, công hội Gia Vương Triều và Luân Hồi đều nôn nao khổ sở. Họ chẳng khác gì đang ngồi xổm trên đất nhặt thức ăn. Phải đợi quân mạc tiếu cùng mấy nhà kia đánh chén no nê, đợi chúng bất cần làm rơi vụn bánh thì họ mới có cơ hội được ăn. Hơn nữa có mỗi vụn bánh mà còn phải tranh nhau. Mỗi công hội trong số 12 nhà phái 8 người tham gia đoàn đội, lại lập một đoàn chuyên công kích thế nhưng có vài kẻ rảnh rỗi vẫn lang thang nhặt vụn bánh khắp thành tội ác, hòng chọc tức ra vương triều và luân hồi. Ngay cả vụn bánh cũng không chừa, thiên lý nơi đâu hả? chương 289, một đêm không ngủ, trong lúc bọn Trần Giả Huy Bi phẫn vì cả vụn bánh cũng phải rảnh giật, bên đội Diệp Tu càng giết càng mắt tay. Hơn nữa tìm kẻ trộm Noel chủ yếu dựa vào ăn ở, có lần vận may bùng cháy, chỉ cần 20 phút đã tìm lẫn giết xong hơn 400 tên trộm Noel. Nhờ kinh nghiệm cướp vụn bánh phong phú, Trần Giả Huy thậm chí còn có thể dựa vào số lượng bên mình để tính toán tiến độ của bọn Diệp Tu. Việc cướp vụn bánh ngày càng vất vả, nhưng Trần Giả Huy cũng đành cắn răng chịu đựng. Dù là vụn bánh, nhưng vụn ở thành đội ác còn hơn vụn ở các khu luyện cấp khác. Người chơi ở khu mới nhiều gấp mấy lần khu cũ, hiện tại tập trung hết vào mấy khu luyện cấp, mật độ chen trúc trong đó khỏi nói cũng biết. Nếu chuyển sang vùng đất lưu lạc hay khe núi nhất tuyến, mấy tiếng nữa cũng đừng hòng giật được mẩu bánh nào. Trên kênh thế giới khu mới từ ngày hoạt động mở ra, spam than khóc chưa từng ngừng lại. Khoảng cách với top 3 trên bảng xếp hạng càng lúc càng xa, đằng sau càng nhiều tên đang ảo ạt đổ tới, lòng trần giả dạ huy như lửa đốt, lại không thể làm gì hơn. Hắn biết Diệp Thu ở tiệm nét đối diện câu lạc bộ, ý tưởng chạy qua các dây điện từng loáng thoáng hiện lên trong đầu, nhưng suy cho cùng nhân phẩm vẫn chưa xa đoạ tới mức làm thật. Lúc này Trần Giả dạ Huy chỉ biết trông chờ vào một điều cuối cùng. Event đợt này kéo dài 36 tiếng đồng hồ, mà quân Mạc Tiếu lại không giống những nhân vật của công hội, do hai ba người thay phiên điều khiển, quân Mạc Tiếu chỉ có mình Diệp Thu dùng được, người khác có chơi thay cũng không cách nào làm được như hắn. Trần Dạ Huy thầm tính, thừa lúc Diệp Thu nghỉ ngơi, phải làm thế nào để giật lại ưu thế trong chấp nhoáng, đến khi hắn online trở lại cũng không tài nào chuyển mình được nữa. Nhưng bây giờ nhìn thành tích tăng vọt của đội kia, Trần Dạ Huy lại nghĩ có phải đến khi Diệp Thu chịu nghỉ ngơi, mình phải làm thế nào đuổi kịp được người ta không mới đúng nhưng dù sao đây mới chỉ là suy tính của riêng hắn ao nhanh đi trần dạ huy không ngừng cầu nguyện trong tiệm nét hưng hân diệp tu đường nhu cộng thêm trần quả ba người đang vô cùng phấn khởi trời dần hưởng sáng tuy đêm nay là đêm noel nhưng ngày mai cũng là thứ hai noel không phải ngày nghỉ chính thức qua lễ mọi người cũng cần kiềm chế bản thân trong game dù đang có hoạt động noel nhưng cũng không thay được cuộc sống thật lúc về sáng người trong game dần dần vắng bất đi khu mới khu cũ, thần chi lĩnh vực, nơi nào cũng vậy. Những người vẫn còn kiên trì chơi tiếp, không thể nghi ngờ là sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Qua nửa đêm, người than thở không giết được kẻ trộm Noel trên kênh thế giới giảm hẳn. Trần quả cũng vì vậy nên mới cố chống trọi cơn buồn ngủ. Cô không có thói quen thức đêm, nhưng lúc này vẫn vô cùng hưng phấn. Thành tội ác ở khu 10 có lẽ là nơi duy nhất trong vinh quang không bị thời gian ảnh hưởng. Những tài khoản cấp cao của các công hội lớn đều sáng đèn 24 trên 24, trắng đêm chỉ là chuyện thường. Dù cho ở khu khác hưu quạnh chừng nào, trong thành tội ác buổi chiều bao nhiêu người, bây giờ cũng bấy nhiêu người, thậm chí tại những khu luyện cấp khác, vì vắng vẻ, mấy đứa nhặt vụn bánh còn sống khỏe hơn bên đây. Người đang online đều bận rộn ngược xuôi, Diệp Tu đương nhiên không ngoại lệ. Đường nhu vốn ở cùng Tô Mộc Tranh dọn đường cho hắn. Nhưng sau lần đuổi đám gia vương triều đến phá bĩnh thì không còn gặp ai nữa giờ đây Trần Giả Huy có lẽ cũng bó tay chịu chết. Diệp Tu liên minh với 12 công hội mà vẫn lao vào phá, khác gì đâm đầu vào lửa. Trần Giả Huy nhìn rõ tình hình, dù ghen tức thế nào, cũng đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nhặt vụn bánh. Vì vậy Đường Nhu và Tô Mộc Tranh chuyển sang bôn ba cùng Diệp Tu. Đường Nhu cũng do quá chán, hai lần trước chẳng làm ăn được gì, cô nàng đành để Hàn Yên Nhu nhập hội lùa quái với mấy người chơi khác. Sau cùng đi với phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh, bám theo sau lưng quân mạc tiếu của Diệp Tu Tán Dóc, hết chuyện thì im lặng làm việc của mình. Tô Mộc Tranh cũng có vài kỹ năng dùng được, đến khi gặp chuyện bất ngờ cũng gánh giúp Diệp Tu mấy phen. Người chơi của tất cả công hội, sau giai đoạn hưng phấn cũng dần lắng xuống. Nhưng nhìn thứ hạng trên bảng danh sách không ngừng nâng cao, vẫn cảm thấy được bắp vô vàn động lực. Đêm càng về khuya, người chơi vinh quang dù đông đảo, nhưng phần lớn đã đi nghỉ, tuy nhiên nhờ số lượng cú đêm khổng lồ nên kênh thế giới vẫn xôm như Tết thêm việc khu mới mở lắm người vào chơi ở vài nơi luyện cấp vẫn diễn ra cạnh tranh đổ máu trên kênh thế giới than thở tìm không được quái lão chuyện cướp quái chửi mắng mở quà gặp toàn rác rưởi đến khi trời sắp sáng vẫn chưa thấy rừng 7 giờ sáng với cú đêm là thời điểm bắt đầu an giấc trần dạ huy cũng là kẻ sống về đêm giống như diệp tu bình thường giờ này đã tắt máy chỉ khác ở chỗ nhân vật của hắn sẽ có người cầm luyện tiếp mà thôi mà sáng nay trần dạ huy nhũn người mệt mỏi trên ghế mắt vẫn mở to không chấp, nhìn chăm chăm vào kênh tin tức cá nhân. Trong danh sách bạn bè của hắn không có quân mạc tiếu, nhưng hắn luôn có cách biết được thời điểm đăng suất của người kia. Qua thời gian dài nghiên cứu thói quen sinh hoạt của Diệp Thu, suốt đêm Trần Giả Huy dòng dã đợi đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Hắn quyết định chịu khó chờ Diệp Thu đi ngủ, còn mình giữ nguyên vị trí, tranh thủ mấy tiếng người ta nghỉ ngơi, cố gắng cướp được càng nhiều kẻ trộm Noel càng tốt. Còn về chi tiết, hắn đã lên kế hoạch cả đêm qua. Chỉ là, đồng hồ nhích từng giây từng giây, nhưng mãi không thấy tin báo về. Trần Dạ Huy không thể nhịn nữa, chủ động PM hỏi. Bên kia cũng rất khó xử, chừng nào quân Mạc Tiếu óp chỉ có quân Mạc Tiếu biết á. Hắn bên này cũng chỉ biết ngó tên quân Mạc Tiếu sáng lấp lánh mãi, biết làm gì hơn chứ. Thằng này, Trần Dạ Huy đột nhiên thấy bất an trong lòng, hắn có thể cố thức, sao Diệp Thu lại không? Người này trong giới vốn nổi tiếng châu bò, hồi làm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn ta cũng quen thói thức đêm đấy thôi. Đây cũng là một trong mấy cớ mình và Lưu Hạo từng đem ra châm trích hắn mà. Có lẽ thằng cha này tạm thời chưa muốn ngủ. Lúc 8 giờ, Trần Giả Huy không nhận được tin báo, mệt mỏi dã rời, ngáp dài liên tục. Cuối cùng nghĩ một chút, dặn dò người thay ca, quân Mạc Tiếu đang suốt phải lập tức gọi anh. Sau đó đi nghỉ trước, hắn không thể nào thức trắng liên tục 36 giờ đâu nhỉ. Trần Giả Huy nghĩ thế, vẫn vững tin mình nhất định có thể ăn hôi được mấy tiếng. Có thể chịu đựng suốt 36 tiếng hay không, đây vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng ít nhất 24 tiếng đã trôi qua. 12 giờ trưa, Diệp Tu vẫn nằm sấp trước màn hình, nhìn có chút bơ phơ. Cơ mà trông hắn lúc nào chả héo hắt như vậy. Trần quả mới dậy cũng lấy làm kinh hãi. 6 giờ sáng cô đã chịu hết nổi, phải lên lầu nghỉ. Nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ hoạt động Noel mỗi năm một lần, ngủ chưa tới 6 tiếng đã dậy chuẩn bị chiến đấu tiếp. Kết quả đi xuống trông thấy Diệp Tu còn ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn như bất động. Chưa ngủ hả? Trần Quả kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi, chưa, Diệp Tu lắc đầu, không mệt sao, Trần Quả kinh ngạc, nhưng Diệp Tu chỉ là không ngủ 24 tiếng thôi, Trần Quả dù kinh ngạc cũng không tới nỗi khiếp sợ. Dù sao cô cố gắng tới 6 giờ sáng cũng xem như là 24 giờ không ngủ mà. Thường thôi, Diệp Tu đáp, em cũng không mệt à, Trần Quả quay sang hỏi thăm Đường Nhu, em gái Đường Nhu vẫn còn đang chiến đấu. Thường thôi, giọng Đường Nhu y hệt Diệp Tu, hai người giỏi thật, Trần Quả vừa mở máy vừa nói. Bên câu lạc bộ ra thế, Trần Dạ Huy cũng thương nhớ hoạt động. 8 giờ sáng ngủ, 4 tiếng đã dậy, mơ màng một chốc lại nhớ đến Diệp Thu và quân Mạc Tiếu, giật mình tỉnh táo, đứng dậy vọt qua phòng làm việc. Mãi cũng không có ai gọi hắn, điều này chứng tỏ quân Mạc Tiếu vẫn chưa óp, thằng này cứng khiếp. Nhưng mà cũng sắp tới lúc rồi đây, Trần Dạ Huy vừa nghĩ, chân cũng bước vào phòng làm việc, tìm đến sau lưng người đang điều khiển nhân vật của hắn ở khu 10. Quân Mạc Tiếu vẫn online. Đây là câu đầu tiên Trần Giả dạ Huy hỏi. Ừ, người kia đáp, nhìn thấy Trần Giả dạ Huy đến, đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Nhân vật đang loanh quanh trong thành tội ác nhặt vụn bánh, chẳng bận rộn mấy. Trần Giả dạ Huy ngồi xuống, chuyện đầu tiên làm là mở bảng xếp hạng, mắt vừa lướt qua, mặt nhăn nhúm rất cả dì mắt. Trần Giả dạ Huy cũng xem như một người hết lòng vì công việc, mới thức đã chạy qua, mặt còn chưa kịp rửa. Bảng xếp hạng thợ săn Noel từ cấp 31 đến 35, Trang thứ nhất, không có tên người chơi nào thuộc công hội gia vương triều. Trang thứ hai, không có. Trang thứ ba, cũng không nốt. Mãi đến trang thứ tư, 15 chàng hảo hán không còn nối vòng tay lớn đứng chung một dãy nữa, bị người chen lấn xô đẩy tứ tán, thậm chí có người còn rất sang trang năm. Nhìn điểm số tích lũy, 15 chàng trai có lẽ vẫn còn cơ hội chung vai một chỗ, nhưng sợ rằng đều phải nhích sang trang 6 đứng hết. Trang thứ sáu, chừng hạng thứ 100 có hơn, vừa đúng đoàn 100 người tụi bên kia. Trần Gia Huy hận tới nghiến răng nghiến lợi, lại xem bảng xếp hạng công hội, Gia Vương Triều vẫn ở vị trí thứ nhất, ưu thế tổng điểm cực lớn vẫn còn, chỉ là khoảng cách đã dần dần rút ngắn lại, mấy nhà công hội phía sau ùn ùn kéo đến, không tới mấy tiếng nữa hẳn sẽ đạp đầu Gia Vương Triều mà lên. Mà chuyện tốt duy nhất có lẽ là Gia Vương Triều hiện giờ vẫn chưa tới nỗi rất xuống trang thứ sáu. Vì sao Diệp Thu còn chưa ngủ? Trần Gia Huy vừa nguyền rủa, suy nghĩ lệch sang hiện tượng đáng quan ngại của đời sống lo nghĩ vấn đề ăn ngủ không đúng giờ đúng giấc của Diệp Tu. Nhìn quân Mạc Tiếu vẫn còn online, Trần Dạ Huy đột nhiên nản chẳng muốn chơi game. Vứt lại một câu quân Mạc Tiếu óp thì bảo anh, xong, đi làm mấy chuyện lúc thức dậy vẫn chưa xong của mình. mươi 290, kiên trì để nhận thưởng lớn hơn. Tất nhiên Diệp Tu cũng không phải không có cảm giác, 24 giờ liên tục không một phút nghỉ ngơi, hơn nữa còn đòi hỏi lực tập trung cao độ vào trò chơi, hắn đã sớm mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, cố gắng kiên trì, kiên trì nhất định thành công, lúc này Diệp Tu không theo đuổi thành công nào, nhưng cũng không muốn buông bỏ quà thưởng to bự của hoạt động. Kiên trì lúc này, chỉ để nhận được phần thưởng lớn hơn mà thôi. Không kể đến mở quà ngẫu nhiên ra được gì, chỉ mỗi chuyện giết kẻ trộm Noel và mở quà nhận XP, lúc 12 giờ trưa, ba nhân vật quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Phong Sơ Yên Mộc cũng đã lên cấp 35. Mà 96 người, người chơi ăn ké lụm quà Noel ít hơn họ một chút, nhưng XP nhận được chẳng chênh nhau bao nhiêu. Hơn nữa cấp độ vốn sẵn cao hơn bọn quân Mạc Tiếu, kinh nghiệm cần thăng cấp nhiều, hiện còn đang trong giai đoạn từ 36 trở lên 37. Trong 24 giờ đầu của event, ba người Diệp Tu thăng một phát lên 4 cấp, mấy người chơi của các công hội lớn hưởng sái cũng tăng thêm hai cấp. Hiệu suất nhường này làm cho người chơi của 12 công hội vô cùng hối hận vì sao không hợp tác cùng quân Mạc Tiếu sớm hơn. Hợp tác này siêu lợi nhuận, quan trọng nhất chính là cực ổn định. Nếu mỗi người tự lo, yêu cầu vận may rất cao. Ngược lại hợp tác tập thể, yếu tố ăn ở sẽ giảm xuống nhiều lần. Người ăn ở không tốt khó tìm được kẻ trộm Noel, đã có những thằng sáng sủa hơn đắp vào. Kết quả là cả đoàn 96 người ôm quà thưởng vui đều như nhau. Hiện thời vấn đề các công hội lớn quan tâm cũng giống như Trần Dạ Huy, chính là thời gian nghỉ ngơi của quân Mạc Tiếu. Chức danh siêu MT của quân Mạc Tiếu hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật thần sầu cá nhân mà thành. Nhưng hắn đã cần cù cả đêm dài, trung bình một tiếng nhảy tháp hai lần, lần nào cũng không chê vào đâu được, điều độ đến làm người ta quýu cả lưỡi. Người có thể nhảy lên tháp chuông trong 12 công hội lớn có khối người. Nhưng là nhảy lên được thôi, nhảy 100 lần lên một lần cũng gọi là nhảy lên được. Còn quân mạc tiếu, chính là nhảy 100 lần lên hết 100 lần, nhảy được của đằng này cùng với nhảy được của đằng ấy căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một đằng là nhờ vào kỹ thuật thật sự, còn kiểu nhảy 100 lần rồi được một lần là nhờ ăn may. Không có quân mạc tiếu, cách diệt quái này không thực hiện được nữa, mà ép một người online 36 tiếng đồng hồ, có vẻ hơi bị khó. Các công hội lớn dù lo lắng như thế, nhưng không ai thăm hỏi mảy may. Có vài hội trưởng lớn còn sợ tên quân Mạc Tiếu này đang tập trung quên mất chuyện ngủ nghỉ, mình mà nhắc một cái, ổng chạy đi đắp chăn ngủ thẳng ngay tức khắc thì làm sao giờ. Vì vậy trong lòng tất cả mọi người đều thấp thỏm, mỗi một đợt giết kẻ trộm Noel vừa hoàn thành, đều sợ nhận được PM kêu giải tán của quân Mạc Tiếu. Mà mỗi lần thấy ổng im du, mặt mày lập tức hớn hở. Mệt chưa, trong game, Diệp Tu nhắn tin hỏi Tô Mộc Tranh. Cũng tạm, Tô Mộc Tranh đáp, không phải em đang bệnh hả? Diệp Tu nói, đúng vậy, bệnh mất ngủ á. Tô Mộc Tranh đáp, Diệp Tu cười cười không nói gì, quay sang nhìn đường nhu, cô nàng sắp gục tới nơi rồi. Trước khi Diệp Tu vào tiệm nét hưng hân, thật ra đường nhu cũng giống Trần Quả, sinh hoạt cá nhân của cô vô cùng bình thường. Trần Quả ngồi giữa để ý tới ánh mắt Diệp Tu cũng quay sang nhìn. Đường nhu vừa bảo thường thôi kia mắt đã mở không lên, không biết còn nhìn thấy màn hình nữa không. Mệt rồi phải ngủ, cùng lắm ngủ ít lại một chút, mấy tiếng thôi cũng được. Trần Quả nói với Đường Nhu, không mệt thật mà, Đường Nhu cố gắng mở mắt thật to, không mệt cái gì, đi thôi, ngủ một chút đi, lát nữa chị gọi cho, cứ thức nữa chút cũng ngủ quên cho xem. Event tới 12 giờ đêm mới xong đó, em có thể, em ngủ trước đi, chút nữa tỉnh táo rồi hãy chiến đấu tiếp. Trần Quả nói một nửa vội sửa lời, Vốn muốn nói em có thể chịu được tới 12 giờ sao, nhưng đột ngột khựng lại. Nói với Đường Nhu câu này chẳng khác nào khích tướng ẻm, bình thường không thể, nhưng nhờ mình biết đâu lại thành có thể. Trần Quả vẫn hy vọng mọi người có thể chơi game một cách bình thường hợp lý. Lần này Đường Nhu xem ra rất mệt rồi, cô vốn thức sớm hơn Diệp Tu, thức đến bây giờ là đã lâu hơn cả hắn. Nghe lời Trần Quả, rốt cuộc vẫn đứng dậy, em đi ngủ một lát. Đường Nhu vừa nói vừa định thoát game, đừng thoát game. Diệp Tu bên cạnh đột nhiên nói, Đường Nhu ngẩn ra, Trần Quả lại theo kịp, cô nhìn hai người chơi game cả đêm, tất nhiên biết cả bọn giết kẻ trộm Noel như thế nào. Chính xác, nhân vật của Đường Nhu không cần phải thoát ra, chỉ cần đứng im dưới tháp chuông cũng có thể kiếm XP. Mà quà thưởng của ba người không công hội nào dám cướp, tới lúc đó chỉ cần có ai sang lụng giúp là ok. Đúng vậy đúng vậy, đừng thoát, treo ở đó, cái kinh nghiệm được sao lại không ké. Trần Quả nói, Đường Nhu cũng hiểu ra, khẽ gật đầu quà của em anh lấy giúp vậy. Câu này là nói với Diệp Tu. Ừ, Diệp Tu không nói gì thêm, dù sao lúc ẻm không ở, ai lấy cũng đâu biết đường mà lần. Sau khi đường nhu đi mất, Trần Quả lại quay sang nhìn Diệp Tu cậu sao đây? Ca đêm tối nay xin nghỉ được không? Diệp Tu nói, làm chi, ngủ. Diệp Tu nói, cậu, định không ngủ thật hả? Trần Quả nói, chị cũng biết, không có tôi là không xong mà. Diệp Tu chỉ chỉ màn hình nói, chị coi chú mày kiên nhẫn được bao lâu, Trần Quả không làm nhảm với Diệp Tu nữa, tôi còn hút thuốc, chị cũng dáng kiên nhẫn ha. Diệp Tu nói, hừ, Diệp Tu nhà khói ngày đêm, Trần Quả vẫn cố nhẫn nhịn. Hiện tại lại thấy Diệp Tu làm thêm điếu, hừ một tiếng rồi cũng không nói gì. Ban ngày tất nhiên náo nhiệt hơn ban đêm, hoạt động gần kết thúc, người chơi cũng dáng tranh thủ. Trần Quả online nửa tiếng cũng không lùng được mống nào, nhìn bên tụi Diệp Tu kẻ trộm Noel dụng như sung chín, lòng đầy gato. Diệp Tu vẫn kiên trì, Cố gắng kiên trì, ở khắp các màn hình khác, vô số người đang gọi hồn hắn. Vẫn chưa ngủ, tất cả mọi người đồng thanh, chỗ mang đầy bi phẫn, ngoài ra vương triều ra còn ai nữa. Chỗ khắp khởi vui mừng, tất nhiên là phía 12 công hội. Trần Đại hội trưởng ngủ 4 tiếng không thấy quân Mạc Tiếu thoát game. Sau đó lại tha thiết trông mong thêm 4 tiếng, đồng hồ chỉ 4 giờ chiều, Trần Giả dạ Huy ngủ thiếu rất gà gật ngó màn hình, đờ mờ thằng quân Mạc Tiếu vẫn chưa óc. Thằng này không định thức hết 36 tiếng chứ. Tâm trạng Trần Giả Huy xấu tệ, 36 tiếng không ngủ cũng chẳng phải kỳ tích gì. Thời gian dần dần trôi qua, Trần Giả Huy càng cảm thấy Diệp Thu có lẽ định làm vậy thật, thành ra nhấp nhủng không yên. Lúc này 15 chàng dũng sĩ đã bị đá hết sang trang thứ 6, trên bảng xếp hạng công hội cũng tuột dốc không phanh, lúc này đã rơi xuống hàng thứ 7, 6 nhà phía trước đang cho bọn hắn hít khói, mà 6 nhà phía sau vẫn hùng hổ sông lên. Làm sao bây giờ, Trần Giả Huy lại nghĩ đến tuyệt kỹ cắt dây điện, nhưng nửa đêm hôm qua không cắt bây giờ ban ngày ban mặt huống hồ nếu sang cắt dây điện thật trần giả huy cũng không biết bắt đầu từ đâu lại nhìn người của mình toàn cả đám suốt ngày chết dí trong nhà chơi game điều đi mạo hiểm thất bại không nói sợ rằng còn có khả năng bị điện giật chết khét tại chỗ tiệm nét hưng hân trần giả huy biết rõ chỗ ở của diệp thu còn làm gì được không nhỉ trừ chuyện cắt dây điện báo cháy thả virus cho người giả vờ tìm diệp thu trần giả huy lo nghĩ chuyện không thuộc chuyên môn của mình toàn những suy tính linh tinh, chơi ngu nghịch dại, may biết xấu hổ chưa bàn bạc với ai đã tự mình bác bỏ. Trông thấy thời gian sắp hết, mặt trời sắp lặn, Trần Giả Huy không có tâm trạng chơi game, vắt óc đi tới đi lui trong phòng suy tính. Hết cách rồi, chết ngắc rồi, Trần Giả Huy trước nay chỉ biết chơi game, trong game đã bó chiếu, về đến hiện thực thì càng khỏi bàn, mấy chuyện kiểu máy bay đụng nhà cao tầng đều nghĩ tới. Trong game, hội trưởng của các công hội lớn ngủ nghỉ no nê xong vào game, phát hiện quân Mạc Tiếu vẫn còn kiên trì, Mọi người đều tin tưởng người này định cố qua 36 tiếng. Tinh thần chơi game bất diệt thế này, ai ai cũng phải ngả mũ khâm phục. Mà lúc chiều quân Mạc Tiếu cũng làm mọi người hết hồn một trận. Lúc nhảy tháp chuông, rốt cuộc phạm lỗi một lần, có một bước không canh chuẩn, trượt chân té xuống. Nhưng trong tiếng kêu sợ hãi của cả đám, ô thiên cơ hóa thành cánh quạt trực thăng, bay thẳng lên. Diệp Tu không phải không phạm lỗi, nhưng hắn có năng lực chữa lỗi, chuyện này làm mọi người càng an tâm. Lúc 6 giờ Đường Nhu nhận lại Hàn Yên Nhu của mình, mở túi đồ ra xem, lễ vật bị trộm thêm được một mẻ to, cũng nhờ trong 6 tiếng đấy có người nhặt dùm cô. Trần Quả là đối tượng tình nghi đầu tiên, nhưng làm lơ như không biết. Phong sợ yên mộc của Tô Mộc Tranh theo sau lại không thấy động tính, Diệp Tu gọi hai lần cũng không đáp, hẳn là chịu không nổi ngủ mất rồi. Diệp Tu không kêu nữa, dẫn theo một lớp kẻ trộm Noel đến tháp chuông, Phong sợ yên mộc đứng trong phạm vi nhận được kinh nghiệm, nhưng quả không có ai lấy giúp. Diệp Tu gọi Đường Nhu sang lấy, nhưng Đường Nhu không đồng ý, đành phải gom hết vào túi mình. Tô Mộc Tranh ngủ hết 3 giờ, 9 giờ tối đột một tỉnh dậy, tỉnh như sáo tiếp tục cày cấy. cấy. Chớp mắt đã gần đến 12 giờ đêm, Diệp Tu thao tác quân mạc tiếu nhảy lên tháp chuông xong, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, tuy còn một ít thời gian, nhưng không đủ để lùa thêm một lớp quái nữa. 36 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng vượt qua. Diệp Tu vốn cực kỳ mệt mỏi, nhưng lúc kết thúc lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Kiên trì 36 tiếng đồng hồ, không hề uổng phí. chương 291, thu hoạch điên cuồng. Dạng sáng không giờ, hệ thống tuyên bố hoạt động đêm Noel kết thúc. Từ giây phút này trở đi, kẻ trộm Noel sẽ không xuất hiện nữa, kẻ trộm Noel hiện tại sẽ không biến mất, nhưng người chơi giết xong sẽ không nhận được điểm tích lũy, cũng không lấy được quà mất trộm. Còn quà đã rất qua không giờ thì không gặp vấn đề, vẫn được tự do nhận thưởng. Đổi thưởng được thực hiện trong 24 giờ tới, 12 công hội như mưu đồ bá đạo, làm khê các, trung thảo đường liên minh với Diệp Du, không thể nghi ngờ là những người thu hoạch đậm nhất mùa này. Dưới chân tháp chuông ở thành tội ác vang vọng tiếng reo mừng, âm thanh cất lên cao vút, nhưng Quân Mạc Tiếu vẫn cứ đứng được trên đỉnh tháp, không mảy may phản ứng. Việc giết quái đã ngừng lại từ mấy phút trước, Quân Mạc Tiếu vốn đã có thể nhảy xuống rồi. Các người chơi đều cảm thấy kỳ lạ, không biết thằng cha kia muốn đứng trên cao giả thần giả thánh gì nữa. Đường Nhu quay sang nhìn, phát hiện Diệp Tu đã ngẹo đầu bất tỉnh nhân sự. Đường Nhu và Trần Quả nhìn nhau không nói. Rõ ràng mấy phút trước vẫn tỉnh ruồi như thường. Kết quả hoạt động vừa xong, trước mắt lại ngủ mất tiêu, tốc độ nhập mộng thực sự quá dữ dội. Này này, còn mấy phút nữa mà cũng không chịu được hả? Trần Quả vô tình gọi Diệp Tu dậy. Hả, Diệp Tu hoảng hốt, không phải xong hết rồi hả? Chưa lấy quả kia, Đường Nhu nói, mấy người nhặt đi. Diệp Tu nói xong chờ mình tại chỗ, đổi tư thế như muốn ngủ luôn tại đây. Đứng dậy đứng dậy, về phòng ngủ đi. Trần Quả kêu lớn, kéo áo Diệp Tu. Rồi rồi rồi, tôi về. Diệp Tu chống bàn đứng dậy, bước khỏi chỗ ngồi, dáng giặt dẹo như đang phiêu. Trần Quả nhìn mà sợ phát khiếp. 36 tiếng không ngủ, với người trưởng thành cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng nhìn dáng đi như phê thuốc của Diệp Tu, có cảm giác như tên này có thể ngã ụp mặt xuống đất bất kỳ lúc nào. Trần Quả lại nghĩ 36 tiếng không ngủ của Diệp Tu không giống với những người khác. Chuyện hắn làm là chuyện mà bất kỳ game thủ nào khác cũng không làm được. Dù đạt tiêu chuẩn cao thủ chuyên nghiệp, chưa chắc có thể phát huy đều bộ như vậy, mất tập trung một chút là không xong ngay lập tức. Trong 36 giờ đồng hồ này, Diệp Tu phải một mực giữ vững lực tập trung cao độ. Mệt mỏi hắn phải chịu, những người chơi đi loanh quanh thử vận may không tài nào cảm nhận được. Ế, trông thấy Diệp Tu liêu siêu, chân quả nhảy dựng muốn chạy lại đỡ không ngờ Diệp Tu ngả nghiêng một chút cũng giữ thăng bằng trở lại, sau đó lắc lắc đầu, ngạc nhiên lẩm bẩm, đang đi cũng ngủ được, tôi càng ngày càng khâm phục chính mình mà. Trần quả bó tay, rốt cuộc vẫn đuổi theo, này, có sao không đó? Không sao không sao, tôi đi ngủ trước, chị giúp tôi thoát game với. Diệp Tu xua tay đáp, chị giao quà giúp cậu nhé, chẳng may cậu ngủ một mạch 24 tiếng, chậm chân thì sao giờ? Trần quả thích cái này, giao đi giao đi, Diệp Tu cười cười, nói xong liền mò tới chỗ cầu thang trần quả sợ lát nữa thấy hắn lăn xuống may mà trông thấy bước chân diệp tu đã vững hơn lúc trước nhìn hắn uốn éo còn lo chưa tỉnh ngủ mộng du bước nhầm bây giờ hắn đã bình thường trở lại trần quả cũng không để ý nữa trần quả quay lại chỗ ngồi đầu tiên là giúp diệp tu giao quà không ngờ khi nhìn từ góc nhìn của quân mạc tiếu trong game là như vậy từ trên đỉnh tháp chuông nhìn xuống toàn thành người chơi khác như lũ kiến bé nhỏ dưới chân sấm sét rền vang ở ngay cạnh như có thể vươn tay ra bắt lấy. Trần quả điều khiển quân mạc tiếu ngó trái ngó phải trên đỉnh tháp chuông, có chút luyến tiếc cảnh này. Cô chưa từng lên đây bao giờ đâu, mãi đến lúc đường nhu đưa mắt sang, trần quả mới xấu hổ ho nhẹ một cái, lại hỏi. Còn quà để nhặt không? Có, chị nhặt giúp ảnh đi. Đường nhu nói, ừ, trần quả gật gật đầu, mở trang bị quân mạc tiếu ra xem. Diệp tu đứng trên đỉnh tháp chuông chặn đám trộm Noel bò lên, sử dụng súng là chủ yếu, hiện tại ô thiên cơ vẫn giữ hình thái đấy trần quả ngó thuộc tính mà xoắn quẩy vừa nghĩ mình đang xài vũ khí bạc liền không thể kiềm được kích động chị xuống đây trần quả nói chị xuống đi đường nhu nói trần quả dù sao cũng theo nghề bậc thầy pháo súng tháp chuông nhảy không lên nhưng nhảy xuống thì không vấn đề luyến tiếc cảm giác nhìn xuống chúng sinh lần cuối sau đó trần quả cho quân mạc tiếu thả người xuống nhân vật rơi xuống trong cơn mưa phùn trần quả rút súng nhắm ngay đất dư tiết tấu nhịp nhàng Bắn mấy phát súng liên tiếp, sau đó quân Mạc Tiếu Bình Yên đứng trên mặt đất. Người chơi của tất cả công hội vẫn ở đây, nhưng thái độ của mọi người với quân Mạc Tiếu vui buồn lẫn lộn, nhìn hắn nhảy xuống, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Trần Quả không để ý tới, vội chạy về hướng Hàn Yên Nhu nhặt quà. Người chơi khác giành được đã giành hết, phần quà chất đống trên đất còn thừa là dành riêng cho ba người Diệp Tu, tất cả công hội cũng biết giữ lời, theo ước hẹn lúc trước, cả đám giành giật nhau nhưng chưa bao giờ đụng đến đồ dành cho bọn Diệp Tu. Lấy hơn chục món quà, Trần Quả và Hàn Yên Nhu cũng không nhiều lời với những người chơi khác. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu cõng đầy gói quà, đi tìm ông già Noel đổi thưởng. Gái kia đâu rồi, Trần Quả phát hiện cô nàng chơi bậc thầy pháo súng không thấy đâu nữa. Hả, óp rồi, đường Nhu nói, hai người không nói nữa, tìm được ông già Noel, giao lễ vật. Dù không phải nhân vật của mình, Trần Quả vẫn rất chăm chú dò tin tức hệ thống, Nhìn phần thưởng mình nhận được, tỷ lệ lên tivi của mỗi người đều như nhau, nhưng bọn Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu nhận được nhiều quà, đổi được nhiều phần thưởng như vậy, tỷ lệ lên sóng tất nhiên được nâng cao. Trong cả đợt hoạt động, mãi rồi cũng không ai quan tâm số lần lên tivi nữa. Mà lên tivi cũng chưa chắc nhận được đồ tốt, như trang bị chữ tím, hệ thống nhất định sẽ thông báo. Nhưng đồ tím cấp thấp, xài được một thời rồi thôi, tăng mấy cấp là coi như bỏ, quá hạn chế. Còn trang bị chữ cam trên kênh thế giới cũng có người lấy được, chẳng qua là bọn Diệp Tu chưa đụng vào lần nào. Cơ mà dù là trang bị chữ cam cũng chẳng giá trị bằng sách kỹ năng. Cái này không thể mua bán, có tiền cũng đổi không được. Ba nhân vật của Diệp Tu, sau 36 giờ làm nhiệm vụ event, mở quà đều nhận được sách kỹ năng cho mình. Tính ra Đường Nhu may mắn nhất, kiếm được sách kỹ năng tổng cộng 55 điểm. Diệp Tu thứ hai, nhận được sách 45 điểm. Tô Mộc Tranh khá xui xẻo chỉ nhận được hai quyển sách kỹ năng 5 điểm nhỏ nhất, tổng cộng được 10 điểm. Mấy thứ như vận may thế này đúng là chẳng biết đâu mà lần. Trong khi số lượng quà thưởng ba người nhận được là sắp xỉ nhau. Ngoài ra một số vật liệu hiếm, đồ vật linh ta linh tinh gom được không ít. Giá trị của những thứ này đường nhu hoàn toàn không biết, mọi người bận rộn cũng không chú ý, tạm thời nhận lấy, đợi tổng kết sau. Mà thu hoạch điên cuồng nhất phải kể đến điểm kinh nghiệm. Trong 24 tiếng đồng hồ, ba người đã thăng lên cấp 35. Trong đó 12 tiếng sau là liên minh cùng các công hội, hiệu suất lúc này tăng vùn vụt như ngồi tên lửa. 12 tiếng cuối, hiệu suất chẳng kém cạnh 12 tiếng trước bao nhiêu, sau khi kết thúc hoạt động, đổi quà thưởng xong hết, ba người đều lên tới cấp 37. Còn về người chơi ở các công hội, vốn cấp cao sẵn, 24 giờ đầu cũng đang ở 36 trở lên 37. Lượng quà nhận được ít hơn bọn Diệp Tu rất nhiều, kinh nghiệm được thưởng cũng kém nguyên lố. Nhưng sau 12 tiếng, cũng lên thêm được một cấp dưới, hiện tại đã đến cấp 38. Trong đây, không thể không nhắc đến Trần Dạ Huy. Trần Dạ Huy đã bó chân chịu chết, ngơ ngẩn nhìn bảng xếp hạng, bỗng đầu đột nhiên thấy 15 tráng sĩ nhà mình đồng loạt vọt lên. Niềm vui bất ngờ làm hắn hân hoan không dứt, có cảm giác rằng kỳ tích cuối cùng cũng xuất hiện. Xe đâu đợi nghiên cứu một lúc lại khóc không ra nước mắt. Vì sao thứ hạng của tụi gia vương chiều lại vọt lên? Là vì người chơi của các công hội lớn hốt XP ảo ạt, nhanh chóng lên đến cấp 36 lên đến cấp 36, hệ thống sẽ tự động xuất hiện bảng thợ săn Noel cấp 36 đến 40. Những nhân vật đủ cấp lập tức được rời qua bên kia, bên gia vương triều vẫn cấp 35, tất nhiên sẽ được đưa lên đáp chỗ trên bảng xếp hạng 30 đến 35. Tình hình này làm Trần Giả Huy bực bội vô cùng, từ đây coi như đã vạch rõ ra rằng chúng ta đã không còn chung một cảnh giới. Trần Giả Huy tính toán, với tốc độ nhặt vụn bánh của họ, sau cùng có thể chuyển sang bảng xếp hạng 35 đến 40, nhưng 15 chàng hảo hán đành phải ngậm ngùi lót bảng. Điều làm hắn càng uất ức là cấp bậc nguyên đám, ngay cả ba người quân mạc tiếu cũng không bằng được. Ba người kia mới đầu là cấp 31, tranh nhau những ba cấp. Cuối cùng sau 36 tiếng hoạt động Noel, ba người tăng 6 cấp, 12 nhà công hội liên minh, có tất cả bốn người lên 4 cấp, mà gia vương chiều đáng thương toàn đi mót vụn bánh của họ nên chỉ lên được hai cấp. Dù so với đa số quần chúng trong game họ đã xem như rất xuất sắc, nhưng quần chúng trong game cũng không phải đối tượng mà gia vương chiều hướng tới. Những kẻ mà họ muốn giành giật, phô diễn thật sự, hiện tại đã độc ác bỏ xa họ những hai cấp. Với kết quả này, Trần Giả Huy cũng không còn cách nào. Dù là lót bảng, cuối cùng cả bọn cũng vào được bảng xếp hạng 36 đến 40. Còn hơn công hội luân hồi, cuối cùng vẫn nằm trong bảng xếp hạng 31 đến 35. Vị trí trong bảng xếp hạng càng cao, tất nhiên càng tốt. Đạt được thứ hạng càng cao, nhận được quà thưởng càng lớn, kinh nghiệm, tiền bạc, trang bị, vật liệu nhận được đều chiếu theo đẳng cấp của bảng xếp hạng, 36 đến 40 nói sao cũng hơn 31 đến 35. Xác định cờ MNR, nhìn bảng xếp hạng đã chốt, Trần Giả Huy thở dài. Hiện tại hắn cũng không còn thất vọng nữa, chính hắn cũng đã sớm thừa nhận thất bại của bản thân mình. chương 292, sau phút điên cuồng, hoạt động Noel kết thúc, trên kênh thế giới xôn xao một lúc rồi cũng lắng xuống. Đa số game thủ chỉ cố đến 0 giờ đêm, chờ khi làm xong nhiệm vụ cuối cùng, đổi thưởng rồi liền thoát game. Ngoại trừ đổi thưởng từ quà bị mất, hệ thống sẽ căn cứ điểm tích lũy của người chơi đổi thành quà Noel tương ứng, đây mới là phần thưởng cuối cùng của hoạt động này. Phần thưởng này còn phong phú hơn phần thưởng từ quà mất trộm nhiều. Vừa qua không giờ, người chơi nhận được quà, kênh tin tức hệ thống nháy lên liên tục spam thông báo quà thưởng của người chơi nhận được. Đường nhu nhận được quà Noel tiện tay mở ra, một vầng sáng lóe lên, Quà Noel đổi được từ số điểm khổng lồ là đống XP cực kỳ lớn, Hàn Yên Nhu lập tức thăng lên cấp 38. Ngoài ra còn nhận được một vũ khí chữ cam lấp lánh, vũ khí cam chiến mâu viêm quang song nhận kích dùng cho pháp sư chiến đấu. Viêm quang song nhận kích, đẳng cấp 40, trọng lượng 3,3 kg, tốc độ 1, công kích vật lý 470, công kích pháp thuật 355. Ngoài ra còn cộng 15 điểm sức mạnh, huyễn văn thuộc tính hỏa cộng 2 cấp, lúc chiến đấu cộng 3% tỷ lệ mục tiêu bị đốt cháy. Nhìn vũ khí này, đường nhu lại mở thanh trường mâu xích nguyệt chữ tím cấp 30 mà Hàn Yên Nhu đang dùng, công kích vật lý 330, công kích pháp thuật 250. Đồ tốt nha, cả đường nhu đều có thể nhìn ra, vậy mà nhận được đồ cam, em may mắn thật. Trần Quả góp lời khen ngợi, cô đã có ức mắc cấp, cũng không đến nỗi phải ghen tị với vũ khí cam cấp 40. Nhưng mỗi chuyện may mắn mở được vũ khí cam cũng đáng được ca tụng rồi. Phía quân Mạc Tiếu, quả bữa cuối cùng cũng tới tay. Trần Quả nhìn mấy chữ quà Noel, hơi trần trừ một chút, cuối cùng đóng túi đồ, để quân Mạc Tiếu đang xuất khỏi game. Quay về với trục yên hà của cô, điểm tích lũy hoạt động tất nhiên không thể nào bì được với tụi Diệp Thu và Đường Nhu. Đừng nói mỗi cô, hoạt động Noel năm nay chẳng ai trong game vinh quang đọ nổi hai đứa đó. Nhưng cô vẫn ôm hy vọng vào quà thưởng, Trần Quả hít sâu một hơi, mở quà Noel của mình ra. Âm thanh len keng vang lên, quà Noel của Trần Quả mở được một đống kim tệ nhân vật mắc cấp không cần xp cộng cuối cùng đổi thành tiền thay vào ngoài ra không còn gì khác trần quả chỉ nhận được phần quà hết sức tầm thường thuộc dạng phần thưởng có còn hơn không nhìn túi tiền tăng thêm mấy con số trần quả chợt nhận ra trong event này diệp tu và đường nhu trúng đậm cả vụ mùa còn trục yên hà nhà mình xám xịt chìm nghỉm trong đám đông cô sung sướng kích động cả buổi cũng chỉ là mừng vui thay người ta chưa cần biết chuyện gì đã nháo nhào bây giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy buồn cười mở quà xong, không còn hoạt động nữa. Bình thường lúc này Trần Quả đã đi ngủ, bây giờ cô không định chơi game tiếp. Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm đi. Trần Quả nói với Đường Nhu, ôm, um, Đường Nhu ngẩn người, 36 tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài, chỉ có một giấc ngủ ngắn giữa chừng, sau đó điên cuồng đâm đầu vào nhiệm vụ. Đến khi kết thúc bỗng cảm thấy có chút lạc lõng, nhất thời không biết làm gì nữa. Bình thường giờ này phó bản vừa đổi mới xong, tất nhiên là tổ đội vào bản. Nhưng đội quen bình thường bây giờ không ai online hết, nhân vật thăng cấp quá nhanh, chớp mắt từ 31 lên tới cấp 38, như nhảy cóc lên hẳn một giai đoạn. Mình nên làm gì ở cấp độ này đây? Đường Nhu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, mê man nhìn vật phẩm trang bị trên người nhân vật, sau đó đường Nhu khẽ gật đầu với Trần Quả, ừ, ngủ sớm chút đi. Vậy là hai cô gái đi ngủ cũng không muộn hơn Diệp Tu là bao. Đêm nay, trong góc tiệm nét không thấy bóng Trần Quả, trước quầy cũng không có Diệp Tu ngồi chơi game tất cả giống như quay về lúc ban đầu. 9 giờ sáng, Diệp Tu nằm trong phòng chứa đồ lờ đờ tỉnh giấc, ánh nắng hắt vào phòng từ khung cửa sổ bé tí tội nghiệp, không quá trói, nhưng cũng tạo thành một cột sáng nhỏ chiếu rọi căn phòng âm u. Bụi lơ lửng trong không khí, Diệp Tu nhìn mà run người, không khỏi liên tưởng đến mưa phùn ở thành tội ác, cũng bồng bình phất phơ như vậy. 36 giờ điên cuồng thực sự kết thúc rồi, lúc này Diệp Tu mới tỉnh táo trở lại, hắn nhận ra, cả đêm toàn mơ thấy mình chạy trốn giữa màn mưa trong thành tội ác. Là hắn tự mình chạy chứ không phải quân mặc tiếu, chạy đến mệt mỏi, đau nhức khắp người. Tự đấm mấy cái lên đầu mình, xong Diệp Tu đứng dậy, mặc quần áo, kéo cửa ra ngoài. Trong phòng khách đang mở tivi, Trần Quả mặc áo ngủ, tóc ướt nhẹt ngồi trên sofa xem tivi. Chị chủ, Diệp Tu chào hỏi một tiếng, Trần Quả xoay đầu qua, miệng đầy bọt, ừ hử hai tiếng coi như đáp lại, quay đầu xem tivi đáng răng tiếp. Diệp Tu im lặng, ai ngờ được con người đang nhàn nhã ngồi sofa xem TV kia lại đang đánh răng chứ. Tôi dùng toilet nhá, Diệp Tu hỏi, ứ ứ ứ, Trần Quả đứng dậy lao vào WC, xúc miệng ục ục, lau hết bào trắng đầy mép xong, tinh thần sảng khoái bước ra cậu cứ tự nhiên đê. Ừ, Diệp Tu đi vào trong, quà Noel của cậu chị chưa mở đâu, đừng có quên nhá. Trần Quả dặn dò, hiểu rồi, Diệp Tu gật đầu, khi hắn rửa mặt đi ra, Trần Quả đã tắt TV đi xuống trước cửa phòng đường nhu đang mở người cũng không thấy đâu diệp tu ra khỏi phòng xuống tiệm nét chào buổi sáng chào hỏi cùng mấy nhân viên khác trong tiệm diệp tu trông thấy đường nhu và trần quả đã ngồi ở chỗ chơi game chuyên dụng của họ diệp tu đi qua chào hai người không ngồi xuống tui sang khu hút thuốc ừm trần quả tất nhiên không cản hôm qua chỉ là trường hợp ngoại lệ nên mới nhịn cô vẫn ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá sáng sớm trong tiệm vắng khách diệp tu tùy tiện chọn đại một chỗ quét thẻ đăng nhập vào game vừa online đã nhận được PM khóc lóc của bánh bao xâm lấn. Lão đại lão đại có gì xảy ra vậy? Vì sao qua một đêm mọi người không phải cấp 37 thì là 38 hả? Phía sau tin nhắn của bánh bao xâm lấn còn có 8 cái emo gào khóc đầy thảm thiết. Hoạt động Noel Á, hai ngày nay em chết ở đâu hả? Diệp Tu đáp, em cũng tham gia hoạt động Noel mà. Bánh bao xâm lấn nói, hả, anh có thấy em online đâu? Em Âu oh Nồ no làm gì? Bữa trước em với mấy chiến hữu nhậu nguyên ngày, xỉn không thấy trời trăng. Ngủ hết cả ngày hôm qua, bữa nay vào game vì sao lại lạ lẫm quá vậy nè. Rốt cuộc em ngủ mấy ngày rồi, nay là ngày mấy, bánh bao sâm lấn nhắn tin nói. Diệp Tu im lặng, té ra hoạt động Noel của bánh bao sâm lấn là như vậy, đành đáp trong game cũng có hoạt động Noel, thăng cấp cực lẹ, bọn anh đều nhờ làm nhiệm vụ hoạt động mới lên cấp. Có vụ này nữa hả, bánh bao sâm lấn kinh hãi, ngày lễ Tết trong game thường có hoạt động mà diệp tu cảm thấy bánh bao xâm lấn cũng là dân cày game lâu năm vì sao lại không biết cái này đúng vậy không hiểu sao tự dưng em quên bánh bao xâm lấn tỉnh ngộ tiếp tục khóc lóc nức nở thôi em cố luyện lên đi khoảng cách quá lớn diệp tu còn biết an ủi thế nào nữa lão đại ghi số điện thoại của em đi có chuyện gấp lập tức gọi cho em bánh bao xâm lấn vẫn đau thương không dứt đồng ý diệp tu đáp ứng sau đó ghi lại số điện thoại bánh bao xâm lấn đưa qua tiếp theo bánh bao xâm lấn khóc chạy đi luyện cấp. Diệp Tu mở túi đồ của quân Mạc Tiếu, nhìn thấy quả Noel bên trong tiện tay mở luôn. Lại một phần sáng nháy lên, điểm XP cũng không kém bao nhiêu, sau khi nhận xong, quân Mạc Tiếu cũng lên cấp 38. Ngoài ra cũng được lên TV thông báo giải thưởng, vũ khí cam cấp 40 móng vuốt tàn ảnh. Vuốt chuyên dùng cho hệ chiến đấu, là vũ khí ưa dùng của nghề lưu manh. Móng vuốt tàn ảnh còn là vũ khí cam, thuộc tính tất nhiên miễn bản nhưng nó không có tác dụng thăng cấp như ô thiên cơ của Diệp Tu. Diệp Tu nhắn qua cho bánh bao xâm lấn, sâu thuộc tính của vút tàn ảnh cho hắn xem. a à à, 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 lão đại, bánh bao xâm lấn chu lên, cố gắng lên cấp 40, nó sẽ là của cậu. Diệp Tu đáp, lên liền lên liền, bánh bao xâm lấn kêu. Diệp Tu cười đóng khung chát, quân mạc tiếu vẫn ở trong thành tội ác, đang cấp 38, cũng không phải khu vượt cấp nữa, hiện tại trên người cõng đầy đồ, phụ trọng rất nặng, phải sắp xếp một chút sau khi quay về thành không tích lập tức chạy đến nhà kho. Trên đường Diệp Tu còn lưu ý ngó chừng xung quanh xem có người của các công hội lớn giỏ ngó mình hay không. Đừng nghĩ hoạt động Noel mọi người có thể hợp tác vui vẻ như thế, sau không giờ đêm qua mọi chuyện cũng phủi sạch, nên thế nào thì trở về thế đấy. Những công hội hợp tác với nhau cũng toàn địch thủ đó thôi. Đêm qua 12 nhà hòa bình hạnh phúc, không đồng nghĩa với việc sau một lần hợp tác thì Trung Thảo Đường và Lam Khê các sống chết quanh năm sẽ hóa thù thành bạn. Mà Diệp Tu, trong suy nghĩ của tất cả công hội lớn, cũng trở về là thằng cha mắc dịch chuyên môn cướp kỷ lục phó bản. Nhất là đẳng cấp của quân Mạc Tiếu hiện tại cũng ngang cơ họ, uy hiếp càng lớn hơn. Cơ mà Diệp Tu quan sát lại không nhận thấy điều gì bất thường. Đến nhà kho sắp xếp đồ đạc một phen, vật liệu cần dùng đều chuyển sang giao diện chế tạo. Dù vật liệu đang có khá nhiều, nhưng muốn nâng cấp ô thiên cơ từ 25 sang 35 vẫn chưa đủ, còn thiếu vài thứ, có lẽ phải dạo qua khu chợ một lần, hay là nghiên cứu hướng dẫn phó bản đi bán tiếp đây? Diệp Tu vừa nghĩ, vừa mở danh sách kỷ lục phó bản, liếc mắt qua không khỏi kinh hãi. Kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến và rừng rậm bừng cháy lúc này thật sự quá rung động. chương 293, hình thái mâu cấp 35. So với kỷ lục mại yên vũ lâu dùng hướng dẫn của Diệp Tu, kỷ lục mới của phó bản khe núi nhất tuyến cao hơn hẳn 2 phút. Công hội lập ra kỷ lục mới chính là mưu đồ bá đạo, Tuy họ cũng mua hướng dẫn từ Diệp Tu nhưng Diệp Tu biết rõ nó có thể đạt đến mức độ nào. Mà thành tích do Mưu Đồ bá đạo lập được đã vượt qua cực hạn hướng dẫn của Diệp Tu, Diệp Tu cũng không biết sao họ làm được. Lại nhìn sang kỷ lục rừng rậm bừng cháy, đứng đầu bảng hiện nay là công hội Lam Khê Các. Diệp Tu đã bắt đầu nghiên cứu phó bản này, mà thành tích của Lam Khê Các lại cao quá thể. Song không chỉ riêng kỷ lục đầu bảng mới đáng kinh ngạc, 10 thành tích xếp sau đấy cũng làm Diệp Tu há hốc mồm hiển nhiên phó bản rừng rậm bừng cháy mới là nơi tranh đấu của các công hội lớn trong mùa event. Diệp Tu không thể tin nỗi thành tích cao chót vót của hơn 10 kỷ lục trên. Trong lúc hoạt động Noel diễn ra, tất cả sự chú ý của người chơi đều đổ dồn về hoạt động, hệ thống cũng vì sự kiện mở ngay quà lên TV mà nháy liên tục. Diệp Tu rất tập trung, không hề chú ý đến nhiều kỷ lục phó bản xuất hiện trong 36 tiếng như vậy. Hoạt động Noel, ngẫm nghĩ hồi, Diệp Tu chợt hiểu ra. Những kỷ lục ấy xuất hiện là vì hoạt động Noel, giống như Hàn Yên Nhu của Đường Nhu có được ý chí đấu giả. Tất cả đội ngũ của các công hội lớn lập được kỷ lục châu bò như vậy, tất nhiên là nhờ vào một số kỹ năng hoặc trang bị không có ở cấp này trong hoạt động Noel, tranh thủ mà tạo ra một đội ngũ siêu cường tạm thời, thế mới có thể lập được những kỷ lục ngoài dự liệu của Diệp Tu. Đội ngũ đấy sẽ biến mất sau 36 tiếng, còn kỷ lục của họ mãi mãi lưu lại. Mà ngay cả Diệp Tu cũng không nghĩ tới chuyện này đám hội trưởng của các công hội lớn không hổ là những game thủ chuyên nghiệp lấy công hội làm trọng. Bắt lấy cơ hội, ngưu đồ bá đạo quét sạch kỷ lục làm họ thấy cực kỳ sỉ nhục ở khe núi nhất tuyến. Tuy không ai chú ý, nhưng họ luôn có cách thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao chỉ mới 36 tiếng, người chơi không dễ quên thế, khe núi nhất tuyến lại không có thời hạn. Còn kẻ đang gấp gáp chứng minh bản thân mình như Lam Khê các lại thành công chấp thời cơ ở rừng rậm bừng cháy. Sự nhục nhã của công hội cũng được giảm bớt phần nào. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Diệp Tu cười trừ, hai phó bản này không còn giá trị lợi dụng nữa. Diệp Tu vừa nghĩ vừa tiện tay mở kỷ lục phó bản thành tội ác nhìn thử. Kỷ lục phó bản của thành tội ác so ra bình thường hơn. Dù sao phó bản yêu cầu người chơi từ 37 đến 39. Người chơi có thể đạt tới cấp này ở khu 10 không vượt quá trăm người, chỉ 99 thành viên của nhóm Diệp Tu mới có thể với tới được. Còn những nhân vật cấp cao của công hội gia vương triều hiện còn chới với giữa 36 đến 37, phó bản thành tội ác tạm thời không liên quan đến họ. Mà phó bản của thành tội ác đã bị trung thảo đường bóc tem vào dạng sáng đêm qua. Sau đó tất cả các công hội lớn đều triển khai tranh giành kỷ lục đầu bảng. Do hoạt động Noel làm cấp bậc người chơi tăng vèo vèo, nhiệm vụ thưởng không ít trang bị, các công hội có thể tùy ý phân chia trang bị, lập nên một đội siêu mạnh. Kỷ lục do hệ thống quy định của phó bản thành tội ác đã bị phá từ lâu, thứ hạng trên bảng đang rơi vào thế rằng co, tạm thời dẫn đầu chính là kẻ đã bóc tem phó bản trung thảo đường mưu đồ bá đạo, làm khê các, trung thảo đường. Ba công hội được công nhận có thực lực mạnh nhất vinh quang nắm chắc cơ hội của sự kiện lần này, dựa theo nhu cầu của bản thân mà chiếm được tiên cơ. Ba công hội này có thể phát triển lớn mạnh hơn các công hội khác, không phải không có nguyên nhân. Nhìn kỷ lục của phó bản thành tội ác đang cạnh tranh căng thẳng, Diệp Tu cảm thấy mình phải nhanh chóng hành động. Hắn còn chưa nghiên cứu nó, trước kia hắn chỉ mới 31, cũng không ngờ chỉ mỗi hoạt động Noel mà quân mạc tiếu nhảy cóc lên tới 38. Nhìn thử bảng cấp bậc của người chơi khu 10, một số nhân vật trong các công hội mở phần quà Noel cuối cùng, thêm việc cày cú suốt đêm, không ít người đã vào tới 39, đây là thời khắc nguy cấp để tấn công phó bản thành tội ác. May mà nó chưa bị đội biến thái tạm thời nào đụng tới, hướng dẫn Đông Minh nghiên cứu mới có đất dụng võ. Còn tự hắn ra tay thì khỏi nghĩ, những công hội lớn chắc chắn không để tên quân mạc yếu nằm trong đội phó bản của mình. Cái tên đó mà trình hình trên bảng, chẳng khác gì đang bảo với tất cả mọi người rằng tụi tao vô dụng lắm. Diệp Tu mở website tìm hướng dẫn, video. Diệp Tu sẽ không làm những hướng dẫn ngốc nghếch như muội quang, hắn phải nắm được trọng điểm, tìm điểm chủ chốt và sáng tạo cái mới. Hắn cần cải tiến phương diện kỹ thuật, tạm gác game qua một bên, Diệp Tu vừa xem hướng dẫn và video, vừa tạo một file mới, thỉnh thoảng ghi chú trong file ấy. Sắp xếp mạch nghĩ, rồi phải vào game thử một lần. Thành tội ác cũng được xem là một phó bản cao cấp, Diệp Tu đã nhiều năm không chơi, sớm quên gần hết suy nghĩ của hắn cần phải vào nghiệm chứng thử mới được. Quay về trò chơi, không vào phó bản ngay, mà tiến vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Vật liệu hiếm để thăng cấp toàn diện ô thiên cơ vẫn chưa đủ, nhưng có thể hoàn thành vài hình thái. Những vật liệu kiếm được bên khe núi nhất tuyến, ngoại trừ bội đao của ảnh đao khách A Hồng và cuồng đao xích ảnh cam còn chưa lấy được, thứ khác đã gom đủ. 40 sợi tơ cắt dùng để thay thế bề mặt ô thiên cơ, hình thái khiên tiến hóa lên cấp 35 phụ kiện để nối liền ba bộ phận trọng yếu như nan ô, mặt ô và cán ô cần dùng đến tinh thạch hổ phách quý hiếm rơi xuống từ box hoang dã người đá lang thang ô phần. Phụ kiện trông không đáng để mắt lại cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo ô thiên cơ, bao nhiêu thí nghiệm đã bị hủy vì nó. Bởi lẽ phụ kiện nhỏ dùng để nối tiếp ấy cần phải chắc chắn. Hồi ấy từng thử qua rất nhiều vật liệu, sau khi chế tác thành phụ kiện nối tiếp thì ô thiên cơ bị vỡ khung. Phải phí rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy một vật liệu nho nhỏ phù hợp với từng cấp bậc, mà chuyện Diệp Tu phải làm chỉ đơn giản như bây giờ. Gọt dũa tinh thạch hổ phách theo khuôn mẫu, gỡ ô thiên cơ và thay vào phụ kiện sẵn có là được. Cấp 35 dùng phụ kiện chế tạo từ tinh thạch hổ phách hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, Diệp Tu lại dùng đuôi bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi lấy từ khe núi nhất tuyến. Mỗi vật liệu gồm 8 cái, giờ đã đến lúc phát huy công dụng của chúng thay thế tám chiếc răng sói trắng khảm trên đầu mũi ô. Đổi mới đỉ nhô, chiếc đuôi bò cặp đen nhánh móc ngược, dọc theo móc câu tối đen ẩn hiện những vệt đỏ như máu, đó chính là châm độc đỏ tươi nối liền với nần ô. Sau khi tám cái nàn ô bị thay đổi toàn diện, Diệp Tu lưu lại chỉnh sửa, lập tức vào game. Lúc này quân Mạc Tiếu đang ở thành không tích, tuy là khu an toàn, nhưng đổi hình thái vũ khí để xem thuộc tính vẫn được. Lấy ra ô thiên cơ mới được chỉnh sửa, phất thành hình thái chiến mâu. Tám cái nan ô quặp ngược trên đỉnh nhô, móc cầu tạo bởi đuôi bò cạp đỏ cũng không đồng đều, cao thấp chĩa ngược về đỉnh. Mà trên đỉnh nhọn nan ô, tám cái kim độc đỏ tươi lộ ra chiều dài bằng nhau, tụ cùng một chỗ, tạo thành đỉnh mâu đỏ tươi. Lại nhìn thuộc tính, ô thiên cơ, hình thái mâu cấp 35. Trọng lượng 2, 3 kg, độ bền 23, tốc độ đánh 5. Công kích vật lý 470, công kích pháp thuật 350. Vũ khí bạc cấp 35 có lực công kích không thua gì vũ khí cam cấp 40. Thuộc tính giống y thanh mâu viêm quang song nhận kích cam cấp 40 mà đường nhu mới nhận được. Hơn nữa tốc độ đánh của viêm quang song nhận kích là một mà ô thiên cơ lại là 5. 5 so với một không phải bảo tốc độ đánh chênh lệch 5 lần. Đối với tốc độ đánh, con số chỉ là ký hiệu mà thôi. Vinh quang lúc đầu không hề lấy con số làm ký hiệu, sau vì để người chơi dễ hiểu về trang bị hơn nên mới thêm khái niệm 1, 2 chỉ là chú thích bằng ký hiệu rồi thêm vài phép cộng trừ. Nếu tốc độ đánh 10 mà gấp 10 lần tốc độ đánh một, bên này mới ra một cái bên kia đã quất 10 cái, tranh lệch tốc độ thế này thì có hơi quá đáng. Trên thực tế, bên phía nhà phát hành đã công bố số liệu tranh lệch cụ thể giữa tốc độ đánh 10 và 1, một tốc độ công kích là 1,25 lần. Thoạt nhìn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chỉ cần liếc mắt đã có thể cảm nhận được tốc độ của nó trong game. Còn về 9 với 10, sự tranh lệch quá nhỏ, nếu không phải cao thủ cao cấp thì khó thể nhận ra. Ngoài ra, phía nhà game còn ghi chú thêm một quy định nhất gợi đòn, rằng tốc độ đánh chỉ được triển thị số nguyên. Ý là, tốc độ đánh vẫn còn số lẻ phía sau, ví dụ 4,5 và 5,4 làm tròn số xong đều ra 5, nhưng sự chênh lệch giữa 4,5 và 5,4 gần như là một điểm, mà một điểm ấy lại thể hiện rõ rệt trong game, không thì còn cần số nhỏ làm gì. Những lãnh vực trên chủ yếu là do đám cao thủ nghiên cứu chạy lệch tốc độ đánh quá mức nhỏ bé, không phải cao thủ thì không thể hiểu nổi. Mặc kệ ô thiên cơ có tốc độ đánh là 5 hay viêm quang song nhận kích có tốc độ đánh là một, con số chênh lệch của cả hai ít nhất là 3, đủ để tất cả người chơi có thể nhận ra. Mà lực công kích cơ bản lại bằng nhau, bằng tốc độ đánh ô thiên cơ đã hơn hẳn rồi. Có điều, so với viêm quang song nhận kích có thêm hai thuộc tính, hình thái mâu của ô thiên cơ rốt cuộc không phải thuộc dạng trắng tinh khôi nữa. Ô thiên cơ hình thái mâu cấp 35 có được 8% tỷ lệ khiến mục tiêu trúng độc, 8% tỷ lệ khiến mục tiêu dỉ máu. chương 294 tạo đao. Đến nay, ngoại trừ lực công kích của vũ khí bạc thật sự, ô thiên cơ không có thuộc tính phụ, chẳng khác nào một món trang bị trắng. Mấy món chữ lục được thưởng từ nhiệm vụ còn được cộng chút thuộc tính như sức lực hay trí lực, mà ô thiên cơ thì không, trước giờ vẫn vậy. Nhưng lên tới 35, ô thiên cơ rốt cuộc xuất hiện dòng thuộc tính phụ đầu tiên. Tám cái đuôi bò cạp và tám kim độc đỏ tươi tạo nên hai hiệu quả dỉ máu và trúng độc, mà đáng sợ hơn chính là tỷ lệ 8% này. So với tỷ lệ đốt cháy 3% của mâu cam viêm quang song nhận kích cấp 40, dễ dàng nhận thấy được tỷ lệ của ô thiên cơ nổi trội như nào. Sau khi kiểm tra các thuộc tính đều như dự đoán, Diệp Tu mới thấy yên lòng. Vũ khí tự chế được quyết định bởi từng chi tiết nhỏ nhặt. Nếu tám kim độc đỏ tươi không đều hay tám cái đuôi bò cạp gắn so le với thứ tự hiện tại, đều sẽ dẫn đến khả năng xuất hiện những thuộc tính cộng thêm hay hiệu quả khác. Mà thành quả tốt nhất của hiện tại cũng phải trải qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm mới đạt được. Trạng thái màu bình thường, Diệp Tu lập tức gõ phím, cổ tay quân mạc tiếu khẽ run, nan ô kéo ngược mặt ô, không thu lại mà trở về dáng vẻ vốn có của một chiếc ô. Có điều, đấy đồng nghĩa với hình thái khiên của ô thiên cơ. Hình thái khiên cấp 35 được tạo bởi 40 sợi tơ cát và không cộng thêm bất kỳ thuộc tính nào, chẳng qua thuộc tính giảm tổn thương và gia tăng phòng ngự cơ bản vẫn đạt một giá trị đáng kể. Còn với ô thiên cơ, dạng khiên chỉ có thể tạm cứu vớt lúc nguy cấp. Cấp càng cao, bền không đổi, ô thiên cơ sẽ không đủ làm khiên. Lỡ mà sơ xảy tính nhầm, ô thiên cơ có thể bị hủy dưới hình thái khiên ngay tức khắc. Hai hình thái mâu và khiên đều hoàn thành thuận lợi, nhưng những bộ phận khác như nan ô, cắn ô, kiếm nằm trong cán, đầu ô. Lại không đủ vật liệu để tiến hóa. Dù Diệp Tu đã siêu tầm được một lượng vật liệu lớn bằng đủ mánh khóe, nhưng những thứ cần trong tương lai ngoại trừ món vũ khí cam cấp 35 cuồng đao xích ảnh ở khe núi nhất tuyến, còn lại đều phải kiêm tựa ưng dậm bừng cháy. Phó bản rừng rậm bừng cháy yêu cầu cấp 34 đến 36, trước hoạt động Noel, top đầu của mỗi công hội lớn vừa lên 34 mới bắt đầu giao tranh tại phó bản này. Vật liệu từ rừng rậm bừng cháy của cả khu người chưa tích trữ được nhiêu, muốn lấy về làm của quả thực là bắt chẹt người khác. Diệp Tu biết rõ điều ấy, nên hắn không gấp gáp tìm chúng còn thanh cuồng đao xích ảnh cam diệp tu đã từng đòi mưu đồ bá đạo hai lần lần đầu là để ngăn hắn phá kỷ lục sau thì vỡ lỡ lần hai là lúc hắn nhắc tới trong trận đánh cuộc với trương tân kiệt chỉ tiếc mưu đồ bá đạo lúc ấy lấy lý do không có nên thay bằng vật liệu khác mưu đồ bá đạo không có thật hay giả vờ diệp tu không thể biết nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được số lượng của vũ khí cam quả thật rất hiếm có thể mua nó thử xem diệp tu chợt nhớ ra lập tức đăng một tin thu mua cuồng đao xích ảnh trên kênh thế giới. Thế giới to lớn, khe núi nhất tuyến lại bị người chơi cày nát từ lâu. Mặc dù tỷ lệ rơi của vũ khí cam thấp hơn cả vật liệu hiếm, nhưng ngược với rừng rậm bừng cháy chưa có nhiều người luyện, cây đao kia đã trải qua quá trình nhà nhà chinh chiến lâu dài tại khe núi nhất tuyến, Diệp Tu tin chắc sẽ có mối bán. Quả nhiên, tuy người chơi vào buổi sáng rất ít, Diệp Tu vẫn nhanh chóng nhận được những tin thêm bạn từ hệ thống. Thêm từng người hỏi thử ai rẻ một trong năm tên nhầm mua thành bán, tức khắc trở thành đối thủ cạnh tranh của Diệp Tu. Diệp Tu bơ luôn tên nọ, hỏi bốn người kia. Dĩ nhiên, Diệp Tu biết giá trị của cuồng đao xích ảnh là bao nhiêu. Hắn chỉ mong không đụng đến mấy thằng hay vòng vo, cứ tưởng hắn là ma mới mà lừa gạt. Đến lúc đấy lại phải mệt mỏi trả giá cùng chúng. Tuy Diệp Tu có thể trả bất kỳ cái giá nào để chế tạo ô thiên cơ, nhưng đó không có nghĩa hắn sẽ vui vẻ ném tiền. Còn bốn tên một tên chỉ tò mò hỏi giá, chưa nhắc đến chuyện có hàng trong tay không đã bật vô âm tín. Tên hai với tên 3 vừa vào đã bảo Diệp Tu báo giá. Diệp Tu báo một cái giá công bằng cho cả đôi bên, kết quả một em chào tạm biệt rồi bỏ chạy như gặp phải kẻ lừa đảo, một thì lưỡng lự chưa trả lời. Còn tên cuối cùng thì chủ động ra giá, giá hơi cao so với giá của Diệp Tu. Nhưng chuyện này cũng bình thường, bất kể là định giá sai hay chừa khoảng để trả giá, người bán sẽ luôn báo một cái giá ảo đã được nâng lên diệp tu không đáp vội hắn còn đang chờ thằng cha im ỉm sau khi nghe hắn báo giá kia người nọ quả thực đang lưỡng lự mất một lúc lâu mới trả lời thêm chút nữa đi diệp tu cũng không nhây sửa giá đã định của mình bên nâng bên hạ trả lời cả hai cùng một lúc vì thế tên chủ động báo giá bắt đầu múa lưỡi giữ giá của mình còn tên được tăng giá sau một hồi đắn đo thì gửi tin duyệt diệp tu lập tức hẹn gặp mặt cái tên vẫn đang liến thoáng kia đã gửi đến tin thứ tư rồi diệp tu đáp ngại quá mua được rồi Người nọ bèn ngừng gửi tin ngay, không biết có hối hận trong lòng không. Mua đao phải trả tiền, Diệp Tu không có nhiều kim tệ. Nhưng hắn có tài liệu, vì thế lại gửi tin thương lượng cho người nọ, xem có thể quy vật liệu thành tiền không. Nếu gặp phải người mới, trò này không dùng được, gà mơ không thể biết được giá trị của vật liệu hiếm. Có điều, người ta cũng có hiểu biết, sau khi mặc cả vài câu thì thoải mái chấp nhận cách quy đổi tiền của Diệp Tu. Bấy giờ, mỗi người mang hàng đến nơi hẹn, mở cửa sổ giao dịch, kiểm tra hàng giao dịch xác nhận giao dịch thành công kết thúc tẻ ngắt và cũ rích như vô số cuộc giao dịch diễn ra hàng ngày trong trò chơi nói tiếng tạm biệt đường ai nấy đi diệp thu vào ngay hệ thống chỉnh sửa trang bị việc chế tạo kiếm nằm trong ô thiên cơ lại khá đơn giản hệ thống chỉ phải gọt rũa đống vật liệu cần cho chế tác thành hình dạng thích hợp đương nhiên thừa ban đầu cũng phải trải qua vô số lần thực nghiệm và nghiên cứu có vật liệu không tạo được có vật liệu không tạo ra cấp bậc này hiện tại diệp tu rất chắc chắn mỗi một vật liệu mình lấy về chúng đều được tuyển chọn từ bao nhiêu lần thất bại ngày trước mà đến khi tổng kết ra quy luật trong đấy chỉ nhìn những vật liệu được chọn sẽ hiểu ngay tất cả phải trải qua bao thất bại mới đi đến được bước này khi diệp tu cảm thấy bồi hồi trước mọi thứ cuồng đao xích ảnh cũng đã gọt thành hình dạng thích hợp giúp thanh kiếm bên trong cán ô và thay bằng cái mới lưu lại chỉnh sửa quay về trò chơi khi rút kiếm từ cán ô thiên cơ ô thiên cơ biểu hiện hình thái kiếm Cuồng đao xích ảnh đã qua chế tạo trừ bỏ thân đao đỏ đậm không hề biến đổi, những thứ khác đều thay đổi hoàn toàn. Ô thiên cơ, hình thái kiếm cấp 35. Sức nặng 2,3 kg, độ bền 23, tốc độ công kích 5. Công kích vật lý 390, công kích pháp thuật 440. Ngoài ra, tỷ lệ bạo kích tăng 2% một thuộc tính phụ vốn có của cuồng đao xích ảnh, sau khi trở thành hình dạng hiện tại vẫn không bị mất đi. Hình thái kiếm của ô thiên cơ, rốt cuộc mang theo một dòng thuộc tính phụ. Tạo xong một hình thái, Diệp Tu đành chờ khu 10 phá bản rừng rậm bừng cháy thêm vài ngày mới tính chuyện nâng cao thứ khác. Đợi mọi người săn đủ, hắn mới có thể kiếm bằng những phương thức khác như bán hướng dẫn vân vân. Tóm lại, nếu chỉ dựa vào sức mình phá bản để đổi là chuyện bất khả thi. Quân Mạc Tiếu rời khỏi thành không tích, bắt đầu đi về thành tội ác. Diệp Tu gửi tin hỏi Đường Nhu có muốn phá bản không? Thật ra với thực lực của Diệp Tu, đừng nói 37 đến 39, dù có là phó bản 5 người cấp 70, Diệp Tu đủ khả năng sâu lâu hết. Chẳng qua sâu lâu sẽ không gặp được boss ẩn, suy xét xong, Diệp Tu không ngại mời thêm bạn. Đường Nhu đang làm nhiệm vụ theo hướng dẫn, Hàn Yên Nhu tăng vào từ 31 tới 38, trong số nhiệm vụ của 7 cấp ấy đương nhiên có những nhiệm vụ khen thưởng điểm thuộc tính hay sách kỹ năng. Đường Nhu đang dựa vào bản hướng dẫn mà làm từng cái một. Thế nhưng vừa nghe Diệp Tu hú, cô lập tức quăng ngay đám nhiệm vụ, phóng đến tụ tập tại thành tội ác. Gặp mặt tại thành tội ác, cả hai lập tổ đội. Chỉ hai ta, đường nhu nhín trái ngó phải, không có người, không thì còn ai nữa. Diệp Tu nói giọng bất đắc dĩ, người quen ngoại trừ tô mộc tranh, những người khác chưa ai đủ cấp vào thành tội ác cả. Vậy đi thôi, đường nhu nói xong, cô hỏi chỉ hai ta, không phải nghi ngờ việc hai người sao mà đánh, mà ý cô là nếu chỉ hai ta thì có thể xuất phát ngay, thế mà thôi. Phó bản của thành tội ác nằm trong một ngục giam dưới lòng đất. Những tội phạm nổi tiếng đều bị giam tại thành tội ác, đủ biết chúng hung tàn cỡ nào. Mà ngục giam này lại chả có quy định gì, phạm nhân có thể tự do hoạt động. Nếu hiểu theo tình tiết của nhiệm vụ thì có hẳn một câu chuyện giải thích đằng sau, đơn giản là tội phạm trong tù bạo động, giết chết đám quản ngục, cần một tổ đội uy phong bất phàm đi chỉnh chết những phạm nhân đang trong quá trình vượt ngục. Diệp Tu và Đường Nhu, một đã đọc tình tiết của câu chuyện cách đây 10 năm, một vừa nhìn đến đống chữ chi chít trong nhiệm vụ đã choáng đầu. Sao có thể tìm hiểu mấy thứ đấy vào lúc này? Hai người đến cửa phó bản, nhanh chóng tiến vào, mục tiêu tới đây chỉ có một, giết. Chương 295, văn đấu. Ngục giam dưới đất âm u ẩm ướt, hai nhân vật vừa tiến vào liền đạp phải vũng nước nhỏ. Bọt nước bắn lên, một tiếng giòn tan âm vang trong lòng đất. Ở không xa phía trước có mấy con quái, nghe được tiếng động lập tức ngoẹo đầu lại, tiến về đây với tốc độ tăng dần. Phó bản ngục giam dưới đất của thành tội ác không hề cho người chơi thời gian chuẩn bị vừa vào cửa đã phải chiến đấu. Vũng nước ngay khi mới truyền tống vào là hoàn toàn cố ý. Đường Nhu thích kiểu nhanh gọn này, Hàn Yên Nhu của cô sông lên tiếp chiến. Trường mâu xích nguyệt trong tay hóa thành một mũi nhọn đỏ. Trong không gian âm u, ánh sáng từ trường mâu không gây lóa mắt, lại trông có vẻ mờ ảo. Diệp Tu cũng không nhiều lời, quân mạc tiếu cũng phất ra chiến mâu rồi sông lên ở phía sau. Cả hai dư sức đối phó với phó bản này, chẳng qua hai người thì đừng mơ đến chuyện kỷ lục nên họ miễn hết vụ chiến thuật. Hôm nay Diệp Tu tới đây cũng chỉ để nghiên cứu chiến thuật, vừa thấy Đường Nhu có thể đối phó được lũ quái, hắn không để ý đến nữa, tiếp tục đi về trước, tới vị trí mình cần và bắt đầu thực hành thử. Đường Nhu cũng tốn chút thời gian đánh quái, dù sao chỉ có một người, quái ở Phó Bản tinh anh lại dai. Đợi đến khi dẹp sạch chúng, chạy tới chỗ Quân Mạc Tiếu thì mới phát hiện bên này giết quái chậm hơn cả mình, không những thế mà còn chậm hơn rất nhiều. Anh đang làm gì đó? Đường Nhu cảm thấy kỳ quái. Tuy Diệp Tu thường giữ sức trong phó bản, nhưng chưa từng đánh qua loe như vậy. Anh đang nghiên cứu, em cứ giết tiếp đi. Diệp Tu nói, à, đường nhu cũng không để ý nhiều, tiếp tục đi về phía trước, phó bản lần này báo hai người đánh, nhưng cơ bản chỉ có một người giết thôi. Đường nhu đi được một đoạn, quay lại nhìn, quân mạc tiếu vẫn đứng đấy dây dưa cùng quái. Mà kinh nghiệm trong đội ngũ của Vinh Quang cũng có phạm vi nhất định, hai bên cách nhau quá xa, kinh nghiệm đứa này giết được sẽ không rơi lãng xẹt lên đầu đứa kia. Hàn Yên Nhu sắp ra khỏi phạm vi, đường Nhu đành để Hàn Yên Nhu quay đầu trở về. Anh còn chưa xong mà. Sau khi để Hàn Yên Nhu chạy về, Đường Nhu bèn hỏi, cũng không định để Hàn Yên Nhu tới giúp. "Ừ, em tới giúp anh thử xem." Diệp Tu lập tức kéo Đường Nhu vào đội thử nghiệm của mình. Vì vậy, quái chủ yếu trong chuyến phó bản đều do Đường Nhu xử lý, mà Diệp Tu luôn dừng lại ở một số chỗ, hơn nữa còn dừng hơn 10 phút hay có khi lâu hơn thành tích cao nhất của phó bản ngục giam dưới đất ở thành tội ác đang thuộc về Trung Thảo Đường, 35 phút 45 giây 15. Còn Diệp Tu và Đường Nhu phải mất tận 2 tiếng mới xong một chuyến. Nếu chỉ là giết quái sẽ không chậm đến vậy, chủ yếu là do Diệp Tu vừa đi vừa dừng để nghiên cứu. Lần đầu cứ thế mà kết thúc, Đường Nhu không nói gì cả. Lần thứ hai, Diệp Tu không còn như trước, giết quái cũng tích cực hơn Đường Nhu, nhất là mấy chỗ hắn dừng chân lúc đầu, giờ đánh một người còn hiệu suất hơn những chỗ khác thế nào đường nhu ở cạnh hỏi cô cũng nhận ra diệp tu đang nghiên cứu thứ gì dù sao vài lần ra tay giúp diệp tu nghe diệp tu giảng giải cũng có thể nhìn ra mục đích tăng hiệu xuất phá bản trong cuộc thử nghiệm của diệp tu cũng không tệ lắm diệp tu nghiên cứu rất thuận lợi dùng để phá kỷ lục ư đường nhu hỏi ừ nhưng chúng ta không dùng được diệp tu nói vậy dùng làm gì đây đường nhu hỏi làm sách giáo khoa bán cho mấy công hội khác diệp tu cười họ không tự nghiên cứu được sao nhất định phải nhờ anh đường nhu hỏi này thì khó nói lắm diệp tu thừa nhận diệp tu nhờ sửa cũ thành mới nghiên cứu tân đấu pháp mới có thể nâng cao hiệu suất đánh bản người có thể làm được điều đó thực sự chỉ có hắn sao ngay cả diệp tu cũng không rõ phó bản chỉ là vật chết đấu pháp trong bản lại dễ hơn chiến thuật bày trong thi đấu không cần tuyển thủ chuyên nghiệp người chơi lâu năm chỉ cần bỏ chút thời gian nghiên cứu thì có thể tìm được phương pháp nâng cao hiệu suất Chỗ đặc biệt của Diệp Tu không phải là hắn có thể tìm ra những phương pháp đấy, mà là hắn có thể tìm được phương pháp chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất với một tốc độ nhanh nhất. Phó bản ngục giam dưới đất của thành tội ác, sau ba chuyến phó bản, Diệp Tu mất một buổi sáng cũng xác định được kha khá. Nhưng nếu đổi thành người khác, dù tốn cùng sức lực và thời gian, lại chưa chắc làm được ngần ấy. Ví dụ như mưu đồ bá đạo, mưu đồ bá đạo từng mua hướng dẫn trong tay Diệp Tu một lần, Đấu pháp trong đấy phần lớn vẫn giống y cách đã lưu truyền 10 năm nay, chỉ chỉnh sửa vài chỗ, mà những chấm bút tài hoa ấy lại tăng mạnh hiệu suất của đấu pháp, chính phương thức đó đã gợi ý cho Tưởng Du. Tưởng Du, hội trưởng của mưu đồ bá đạo, giờ bám dính khu 10 giống hệt Trần Dạ Huy. Tất nhiên, Tưởng Du không tự tin mình có thể sánh bằng Diệp Thu đại thần. Nhưng về phó bản, đây chỉ là phó bản, là chuyên môn quen thuộc của đám cao thủ game online như họ. Hướng dẫn của Diệp Thu đã truyền linh cảm cho Tưởng Du. Gã cảm thấy trước giờ mình chỉ thiếu linh cảm, không phải không có năng lực làm thế. Hiện tại, linh cảm đã có người dẫn dắt, Tưởng Du cảm thấy họ đách cần dùng vật liệu đổi hướng dẫn nữa, có thể tự mình làm hướng dẫn xem sao. Tưởng Du hiện đang chế thử, từ đêm qua tới giờ, gã đã dùng hết tất cả tài khoản có thể dùng trong tay, phó bản này làm gã đánh tới đánh lui không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tài khoản đều 70, phó bản cấp 40 kiểu này lại càng dễ đối phó phai hướng dẫn mà tưởng du viết không hề trống rỗng đã có không ít chữ trên đấy gã vừa có phát hiện mới hiện đang lạch cạch gõ vào tưởng du cảm thấy trạng thái của mình cực kỳ tốt hướng dẫn có thể xong ngay trưa nay luôn hội trưởng ăn cơm thôi buổi trưa khi người trong phòng tới gọi gã tưởng du quả nhiên vừa đặt xong dấu chấm hết không phải là dấu chấm than tưởng du kích động xóa đi dấu chấm tròn dùng bốn dấu chấm than liền kề bộc lộ cảm xúc của mình lưu trữ đóng phai, tưởng du cười dạng dỡ đứng lên, buổi chưa ăn gì. Thâu đêm và thức đến tận bây giờ, tưởng du lại không hề buồn ngủ, thật sự là vì tâm trạng của gã đang rất hay. Thu hoạch của hoạt động Noel cực kỳ nhiều, còn lợi dụng được hoạt động mà đoạt kỷ lục tại khe núi nhất tuyến về, mà bây giờ, họ đã chiếm trước cơ hội ở phó bản thành tội ác, trong lòng tưởng du giạt rào xuân sang. Hội trưởng, bên khu 10 vẫn ổn chứ? Có đồng nghiệp hỏi, ừ, vẫn tốt, tưởng du cười nói, ai cũng tươi cười. Từ sau khi tưởng du chen chân vào khu 10, văn phòng trực thuộc câu lạc bộ của mưu đổ bá đạo luôn mang bầu không khí ảm đạm. Không ai trong số họ tham gia khai hoang khu 10, thế nhưng cả lũ vẫn bị ảnh hưởng. Tưởng du gặp chắc trở tại khu 10, nên yêu cầu hà khắc hơn trong công việc. Mấy ngày nay người nào trong phòng cũng bị ăn mắng, mà từ lúc hoạt động Noel bắt đầu, lại giống như trời quang mây tạnh. Hội trưởng đại nhân tươi cười mỗi ngày, không những không gian bảo mà còn thường xuyên chọc cười, tuy chẳng buồn cười tẹo nào. Ăn cơm xong, tưởng du cũng không đi ngủ, trực tiếp đăng nhập vào nhân vật ở khu 10 rồi liên hệ với dạ độ hàn đàm. Kết quả lúc này lại không phải cậu hội trưởng giữa CC chỉ huy của khu 10 dạ độ hàn đàm, mà chỉ là một kẻ luyện thay. Tưởng du vỗ đầu, bản thân vậy mà quên mất, có điều, người có thể dùng ớt thay dạ độ hàn đàm, thế chắc chắn cả hai ở cùng nhau, không lâu sau chính chủ dạ độ hàn đàm tới. Tưởng du đưa bản hướng dẫn do đích thân mình nghiên cứu để dạ độ hàn đàm nhanh chóng tìm người luyện. Lấy từ Diệp Thu à sau khi nhận được hướng dẫn dạ độ hàn đàm lại hỏi diệp thu diệp thu là thằng nào không phải đến bước đường cùng nên chúng ta mới phải tìm hắn ư bản hướng dẫn này là do anh tự viết đấy tưởng du nói a à dạ độ hàn đàm không dám nói thêm gì gã thấy diệp thu chắc chắn sẽ bán hướng dẫn tiếp mà hội trưởng phe mình lại cạnh tranh đú theo người ta hướng dẫn của hội trưởng vs hướng dẫn của diệp thu tuy rằng cảm tình của dạ độ hàn đàm nghiêng về phía hội trưởng thế nhưng nếu đặt cả hai song song nhau, đứa bị nhúng não cũng sẽ không cho rằng hội trưởng có trình độ hơn hẳn ai đó đâu. Chỉ là hướng dẫn phó bản thôi mà. Cuối cùng dạ độ hàn đàm nghĩ thế, bèn gọi đủ người cây thử. Tất cả mọi người ở khu 10 đã hết số lần phó bản ở thành tội ác, nên dạ độ hàn đàm bảo mặc kệ mọi người là cầm tài khoản của mình hay của ai, nói chung trước tiên cứ tập quen đấu pháp đã. Mọi người nghe lệnh làm theo, dạ độ hàn đàm lại thu được tin nhắn, mở ra nhìn, quân mạc tiếu. Người anh em, có muốn hướng dẫn không? Ngại quá, tụi tôi có rồi. Dạ độ hàn đàm trả lời. Ồ, ai cho mấy ông? Trương Tân Kiệt à? Diệp tu hỏi. Dạ độ hàn đàm nhất thời im ỉm. Người ta đoán Trương Tân Kiệt, gã lại bảo tưởng du, tự nhiên bị thấp hẳn một bậc. Giống như việc người ta đang ăn tiệc, chú không thể tự hào bảo tao đang ăn mì gói. Mì gói không hề mang lại cảm giác ưu Việt. Ông đừng quan tâm làm gì. Dạ độ hàn đàm đành đáp thế, trong lòng lại có chút xấu hổ gã không thể mặt dày nói tên hội trưởng ra, bởi vì trong nháy mắt, gã cảm thấy nói tên hội trưởng sẽ dọa người và hạ thấp đẳng cấp thế nào. Diệp Thu, dù có là đối thủ không đội trời chung của bá đồ, thì đó cũng là Diệp Thu. Mà đám tép siêu như họ, dạ độ hàn đàm thực sự cảm thấy ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. chương 296 có thể bán đứt, Diệp Tu không bất ngờ mấy với việc mưu đồ bá đạo tự nghiên cứu hướng dẫn phó bản. Bởi dù gà hay pro thì ai chả muốn thử một lần tự vẽ hướng đi mới. Trung quy, một bên là miễn phí, bên kia phải đổi rất nhiều thứ mới có được. Mà đâu chỉ mưu đồ bá đạo, bên Yên Vũ lâu cũng thế, khi hắn chào hàng với Yên Vũ thương thương thì gã ẩm ở ờ qua quyết bằng một biểu tượng mặt cười, đại để là giờ chưa cần. Diệp Tu biết tỏng nhưng chả buồn vạch mặt, hai nhà tự nghiên cứu cũng chỉ làm giảm số bạn hàng của hắn, không thành mối cạnh tranh được. Đây dù sao cũng là vũ khí bí mật để tranh kỷ lục, dấu còn trả kịp, nào lại đưa công hội khác xài chung, chả lẽ tự ngược, rồi tự tạo đối thủ hay sao? hai nhà từng mua hướng dẫn đều từ chối việc mua hướng dẫn mới. Diệp Tu không cù nhây nữa, đùng đỉnh lựa chọn công hội thứ ba. Lại có hướng dẫn phó bản hà. Lam Hà vừa nhận được tin của quân Mạc Tiếu thì hỏi lại ngay. Ừ, lần trước cậu bỏ qua, lần này hốt nhanh kẻo lỡ. Diệp Tu mời mọc, kỷ lục khe núi nhất tuyến của Yên Vũ lâu lần trước có phải dùng hướng dẫn không? Lam Hà hỏi, đương nhiên, giá cả thế nào? Lam Hà quyết định rất nhanh, một danh sách vật liệu được gửi đến ngay lập tức. Lam Hà đảo lướt qua một lượt, đáp lại, ấy, Nói chứ, danh sách này giờ chưa nhà nào ở khu 10 trả nổi đâu. Trong danh sách không có thứ gì của khe núi nhất tuyến, hầu hết đều là những vật liệu hiếm của rừng rậm bừng cháy. Các công hội mới cày ở đấy chưa đến hai hôm, lấy đâu ra lắm vật liệu mà trả. Không sao, chúng ta đâu chỉ quen biết một hai ngày, tin được tin được. Diệp Tu trả lời, ý là có thể cho trả góp. Tin tưởng Lam Hà không phải vì danh tiếng của Lam Khê Các. Mà vì trong lần chào hàng lần trước, Lam Hà có giao hẹn với ngưu đồ bá đạo trước nên bỏ qua kỷ lục khen núi nhất tuyến mà cậu ta có thể chiếm được, chứng tỏ cậu ta là một người có nguyên tắc. Dù nhà mình đang rất cần kỷ lục để vực lại danh tiếng nhưng cũng không lấy cớ bận mấy chuyện vặt vãnh để thất hứa người ta. Người như thế sao không tin cho được, ông anh đã nói thế thì ok, bao giờ đủ vật liệu sẽ gửi trả anh ngay, cho tôi một slot hướng dẫn. Lam Hà trả lời, đưa mail đây tôi gửi cho. Lam Hà gửi địa chỉ mail mình sang, lại hỏi, à mà hỏi xíu, hướng dẫn lần này đã bán cho mấy nhà rồi. Lam Hà là người rất biết thời thế lại không ngu, cậu hiểu rất rõ giá trị của hướng dẫn và mục đích nó xuất hiện từ lần trước. Thế nên chả có cớ nào lại chỉ bán cho một nhà. Bản hướng dẫn này không phải giấy cam kết phá được kỷ lục, mà chỉ là tấm vé đủ tư cách cạnh tranh thôi. Về bản chất, kỷ lục phó bản khu 10 đã bị quân Mạc Tiếu thầu hết, nhưng Lam Hà biết quân Mạc Tiếu là ai, nên cậu chấp nhận, không phản đối. Trước mắt chỉ có nhà cậu thôi, Diệp Tu đáp, thế à, vậy, có thể bán đứt cho công hội tụi tui không? Lam Hà cho rằng khả năng này không lớn lắm nhưng vẫn tò mò hỏi thử. Nếu giao bán rộng rãi bản hướng dẫn thì sẽ có hơn 10 công hội có câu lạc bộ chống lưng muốn mua, chưa kể đến những công hội nhỏ lẻ do người chơi khác thành lập cũng ham hố. Thế nên nếu bán đứt, có lẽ giá cả sẽ nhân lên 20 lần, nếu để một công hội gánh hết thì lỗ nặng. Ha, bán đứt ấy hả? Diệp Tu ậm ừ không trả lời ngay tôi ra trách mail, Lam Hà thấy vậy cũng biết điều không nói thêm gì. Không ngờ chỉ một lát sau đã thấy quân Mạc Tiếu gửi tin kèm theo một danh sách mới, bán đứt cũng được, giá đây. Lam Hà ngây người một lúc mới vội nhìn xem, kết quả là bảng giá bán đứt vượt quá sức tưởng tượng của cậu, nhìn không căng như cậu tưởng. Bảng giá bán đứt này chỉ thêm vào mấy món so với bảng giá trước, tính ra chỉ nhỉnh hơn gấp đôi, không phải 20 lần như mình tính. Không thể nào, chuyện rẻ ngoài dự kiến làm Lam Hà không tin nổi, vừa lẩm bẩm vừa lăn chuột xem lại kết quả vẫn thế không còn gì nữa chả lẽ còn ở tin sau lam hà nghĩ vậy thế là ngồi đợi quả nhiên có tin gửi đến lam hà thở phào mở ra xem ai ngờ là quân mạc tiếu hỏi thế nào chỉ có vậy thôi à lam hà chưa tin hỏi lại ừ lam hà do dự không phải vì giá quá cao mà vì quá thấp cuộc đời thật lắm trông gai lúc giá cao thì tiếc không mua nổi khi giá thấp lại sợ miếng bánh trên trời rơi xuống có độc hay không tuy đối phương tin tưởng cậu thật cậu cũng muốn tin tưởng lại lắm nhưng làm hội trưởng cậu có trách nhiệm với cả một công hội mà không phải vì lợi ích cá nhân cậu cần lý trí không thể làm theo cảm tính được ừm cho tôi suy nghĩ chút hén lam hà trả lời bao lâu diệp tu hỏi một ngày ok không lam hà hỏi ok diệp tu cười đáp sao hắn không biết lam hà nghĩ gì mua đứt phải tính trên giá trị của bản hướng dẫn tiếp theo chắc chắc lam hà sẽ đi thử nghiệm bản hướng dẫn nhất là sau không giờ, khi số lần phó bản được reset để bắt đầu cho cuộc cạnh tranh kỷ lục khốc liệt mới, nếu phá được kỷ lục thật thì việc mua đứt không phải hướng dẫn nữa, mà là kỷ lục. Hướng dẫn có giúp Lam Khê các giành kỷ lục không? Diệp Tu không nói chắc được, dù sao mưu đồ bá đạo và yên vũ thương thương cũng bắt đầu tự nghiên cứu hướng dẫn, họ sẽ làm thế nào, Diệp Tu không biết. Chỉ chắc chắn một điều, bản hướng dẫn của mưu đồ bá đạo và yên vũ thương thương nghĩ ra cùng lắm chỉ bằng của hắn, không thể hơn được, vì Diệp Tu tin tưởng hướng dẫn của mình đã đạt tới cực hạn. Giữa người với người không tồn tại cực hạn, bởi người sẽ tiến bộ, sẽ thay đổi. Nhưng phó bản là thứ thuộc về hệ thống, tính toán thế nào cũng chỉ trong phạm vi nhất định, có tồn tại cực hạn. Chỉ cần đạt đến cực hạn thì không sợ đối phương mạnh hơn mình. Chờ dạng sáng thôi, Diệp Tu nghĩ xong, lập tức chơi game tiếp. Phó bản trong thành tội ác đã dùng hết 3 lượt, 31 lên 38, nhiệm vụ thưởng thuộc tính và sách kỹ năng là nhất định phải làm thế nên giống như đường nhu diệp tu đã dành cả ngày để chạy nhiệm vụ và xem hướng dẫn vừa ngồi là dính ghế suốt một hôm đến giờ cơm chiều mới rời mông được chút tối cũng miệt mài cày cuốc không ngưng nghỉ trần quả rất là nghi ngờ hắn không ngủ cả ngày liệu có tỉnh táo mà trực ca đêm không cho đến khi được diệp tu cam đoan mới thôi tối đó kiều nhất phàm lock in một tấc cho vừa thấy level của đại thần đã suýt hộp máu diệp tu hỏi ra thì quả nhiên hai ngày giáng sinh này bên vi thảo tổ chức hoạt động tập thể Kiều Nhất Phàm chỉ là nhân vật tôm tép nên không có gan nói dối báo ốm nghỉ tham gia hoạt động như tô mộc tranh, thành ra hai ngày liền không vào được trò chơi. Kiều Nhất Phàm biết hoạt động Noel thưởng rất cao, cũng đoán kiểu gì mình cũng bị tụt lại mấy cấp, nhưng không ngờ lại nhiều tới thế. Thế là giờ mới hối hận, biết thế hai hôm nay cậu đã đưa ơ cao cho người cầy thuê. Giờ một tắc cho còn chưa lên 31, mới hơn 30 một chút. Đại thần đã cấp 38, đôi bên không thể sát cánh bên nhau nhiều. Kể ra thì vẫn trên cấp bánh bao xâm lấn, nhưng Kiều nhất phàm đến khu 10 vì đại thần cơ mà, chơi với bánh bao làm gì. Cầy thuê, phải tìm cầy thuê thôi. Kiều nhất phàm thở dài, đành vậy chứ sao, cậu không đuổi cấp được, chỉ đành nhờ dân cầy chuyên nghiệp thôi. Vậy là đêm đó Kiều nhất phàm không chơi nữa, mau chào hỏi đại thần rồi lo cao, gọi cho người cầy thuê, giao thẻ ngay trong đêm. Nhóng cái đã đến không giờ, cửa phó bản các khu luyện cấp lại tấp nập người chơi. Người đến cầy bản ngay lúc không giờ phó bản reset chắc chắn là những thành phần chăm chỉ nhất game. Lúc này, Diệp Tu đã âm ổ ở vị trí công tác, Đường Nhu vẫn ngồi ở chỗ mình và Trần Quả chuyên dùng, Trần Quả đã nghỉ lúc gần 11 giờ. Tất cả vẫn theo quy luật, không có gì thay đổi. Đi phó bản chưa, Đường Nhu hỏi, cả ngày cày nhiệm vụ làm đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi. Đi thôi, Diệp Tu gọi, ngoài hai người ra thì Tô Mộc Tranh đã login in từ chập tối, cũng chăm chỉ cày nhiệm vụ, lúc trước cô còn lượt vào phó bản nhưng lười trả đi. Tạm thời thành đội ác ở khu 10 mới chỉ có các đại công hội đến cầy, ai cũng có tim cố định, chưa có giã đội nào. Ba người Diệp Tu cũng chỉ lập được tim ba người, chẳng qua đến trước cửa phó bản bắt gặp rất nhiều ai đi thân quen từng chạm mặt trong suốt hoạt động Noel. Đôi bên chào thân ái rồi lần lượt vào phó bản, đương nhiên ba người không thể năng suất bằng năm người, nhưng cũng không có gì quá khó khăn. Có thì tán gẫu vài câu, không thì cứ lẳng lặng thao tác, ba người tốc chiếc tốc thắng. Gần 12 giờ rưỡi, nhóm ba người chưa phá bản xong, nhưng nếu là đội ngũ 5 người, nhất là đội đi phá kỷ lục thì giờ chắc sắp xong rồi. Diệp Tu bắt đầu để ý kênh tin tức, đến 12 giờ 40 vẫn chưa có kỷ lục nào được đổi mới. Diệp Tu còn đang nghĩ có lẽ lần đầu tiên hãy còn sai sót, hệ thống chợt thông báo, mưu đồ bá đạo đã phá kỷ lục phó bản thành tội ác do Trung Thảo Đường nắm giữ. chương 297, từng có một bản hướng dẫn. Đội ác chủ bài của các công hội lớn tất nhiên đều từng làm nhiệm vụ Noel, cấp bậc thì khỏi phải nói, cấp 39, cực hạn phó bản thành tội ác. Trang bị cũng miễn bàn, qua nhiệm vụ Noel, mọi người được không ít trang bị cấp 35, công hội còn có thể phân phát tài nguyên, các thành viên đội chủ bài đã được trang bị kỹ lưỡng từ sớm. Có thể nói, họ đã đứng hạng cao nhất trong mục ganh đua kỷ lục thành tội ác ngay từ đầu. Các đội đạp hạng phải gắng hết sức mình, kỷ lục trung thảo đường nắm hiện nay đã được xem là một thành tích không tồi. Xong, mới vẻn vẹn giữ một ngày thì bị phá. Bị phá không đáng để ngạc nhiên thái quá, thế nhưng, thành tích bên mưu đồ bá đạo, 29 phút 34 giây 71, hơn kỷ lục bên trung thảo đường sấp xỉ 3 phút. Khoảng cách vượt xa này, người sáng suốt cũng biết không thể nào là dành từng giây liều ăn ở giật ra được, mà nhất định là có chiêu ém nào đó mang tính quyết định vượt trội hơn đội ngũ ban đầu. Thế giới khiếp sợ, các công hội lớn khiếp sợ, Diệp Tu vừa thấy thành tích này liền yên lòng. Đánh bằng hướng dẫn của anh Nga, đường nhu hỏi thẳng sáng sớm cùng diệp tu đi đi về về ba lượt phó bản cũng không đến độ không nói câu nào mà đi một hồi sao đường nhu lại không tò mò chuyện diệp tu nghiên cứu phó bản viết hướng dẫn rồi bán cô cũng biết sơ sơ không phải diệp tu nói ớ thế thành tích so với bản hướng dẫn của anh thì sao đường nhu hỏi kém hơn tí diệp tu đáp đây chính là nguyên nhân hắn yên tâm nếu mưu đồ bá đạo nhất nhất tuân theo bản hướng dẫn rồi giành được chiến tích này vậy diệp tu có thể khẳng định bản hướng dẫn của họ có sơ hở, chưa đạt tới đỉnh. Thế nếu bên Lam Khê Các làm theo 100% chiến thuật yêu cầu trong bản hướng dẫn, phá kỷ lục sẽ là lẽ đương nhiên. Vậy anh bán hướng dẫn cho nhà nào? Đường Nhu hỏi, Lam Khê Các, Diệp Tu nói, à, mấy tên công hội, Đường Nhu giờ cũng phân rõ được răm ba nhà. Kỷ lục mới liên quan tới mưu đồ bá đạo khó tránh khỏi một phen thảo luận trên kênh thế giới. Trung Quy, ba ngày trước mưu đồ bá đạo còn bị chế diễu tơi bời, nhưng khen núi nhất tuyến sau đó và thành tội ác hiện tại hai kỷ lục liên hoàn đanh thép đấy chính là cú đáp trả cực mạnh người phía mưu đồ bá đạo sao lại không đứng lên nói vài câu có kỷ lục thế này tiếng nói trở nên hùng hồn hơn hẳn chật 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 người bá đồ luôn thế tô mộc tranh lên tiếng xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp thói quen công hội và tên chiến đội thường tương xứng nhau tô mộc tranh cũng gọi thẳng tên mưu đồ bá đạo thành bá đồ luôn đúng vậy kiểu người thấy mình có lý là ngoan cố ngay Diệp Tu nói, hồi nữa sẽ bị Lam Khê các đá xuống, còn đâu mặt mũi nữa. Tô Mộc Tranh nói, ừ, quá nóng này, chỉ ít có thể tới hỏi anh chút mà. Diệp Tu nói, nếu người mưu đồ bá đạo tới hỏi hắn, hắn sẽ thật tình nói cho họ biết, kỷ lục này chưa đủ chuẩn, chém gió hơn là, còn phải cố gắng thêm, không thì sẽ bị bẽ mặt rất nhanh. Tô Mộc Tranh cười khi vài tiếng, hỏi anh, người mà bá đồ không muốn bắt chuyện nhất chính là anh mà. À, vấn đề này khiến Diệp Tu á khẩu. Chẳng một ai thích Diệp Thu cả, dù là người bá đồ, hay người mưu đồ bá đạo. Lúc này, tưởng Du đang mừng rỡ nhảy cỡn đập tay chúc mừng với thằng bên cạnh khi thấy đội ngũ bên khu 10 đánh bại đội trung thảo đường. Đánh phó bản rất thành công, dạ độ hàn đàm báo cáo. Ừ, anh thấy rồi, tưởng Du cười đáp, hướng dẫn là của gã, có thể đánh ra thành tích bao nhiêu, tự lòng gã biết rõ. Thành tích trước mắt này, thứ nên làm đều đã làm rồi. Muốn nâng cao hơn cũng chỉ nhích thêm được mấy giây tùy theo ăn ở, tóm lại phạm vi cỡ cỡ đấy. Không biết bên Diệp Thu, dạ độ hàn đàm không phấn khích như tưởng du. Ha ha, phó bản là vật chết, Diệp Thu có mạnh hơn nữa cũng bị giới hạn bởi thứ vật chết đấy, mạnh thì mạnh được tới đâu. Tưởng du hao tổn tâm huyết cho hướng dẫn, gửi gắm mong đợi rất cao lên nó, hiển nhiên có lòng tin hơn dạ độ hàn đàm nhiều. Dạ độ hàn đàm thấy lời hội trưởng cũng có lý riêng, bản thân không thể bảo lỡ hướng dẫn của anh có sơ suất, của Diệp Thu mới đúng 100%, đành phải tiếp tục thấp thỏm quan sát cố tình gửi tin hỏi Diệp Thu chính là tỏ ra yếu kém trước mặt người ta. Tuy Diệp Thu là tôn đại thần, nhưng người mưu đồ bá đạo lại không muốn cúi đầu trước tôn đại thần đấy. Không giờ 50 phút, cách kỷ lục mưu đồ bá đạo vừa ghi lại 10 phút. Trên thế giới chỉ có thảo luận, không có bất kỳ tân kỷ lục nào. Bộ ba Diệp Thu mất 50 phút cuối cùng cũng dứt điểm lượt phó bản đầu tiên. Không nhiều lời, trực tiếp đi lượt thứ hai. Không lâu sau, đúng một giờ, Diệp Thu lại bắt đầu để ý kênh tin tức nếu đợt phó bản thứ hai được ghi kỷ lục thì cũng gần gần thời điểm rồi. chẳng mấy chốc hệ thống đã thông báo một tin chính là thành tội ác một tân kỷ lục được sinh ra. công hội đánh được kỷ lục mới chính là yên vũ lâu thành tích 29 phút 33 giây 46 một giây 25 cách kỷ lục bên mưu đồ bá đạo chỉ có một giây 25 Tranh lệch thế này hiển nhiên rằng hướng dẫn mà yên vũ lâu sở hữu gần như ngang bằng với mưu đồ bá đạo đấu pháp giống nhau phát huy hết mức thành tích dĩ nhiên tranh không nhiều. Nhưng tranh giữa dây và dây có thể là do một kỹ năng hay một vị trí di chuyển, tóm lại, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể. Những thứ đấy không thể giải thích được, cũng không thể nắm bắt. Mà sự cách biệt này không kinh động như cách biệt 1-2 phút hơn, xong lại chọc người phát cáu hơn cả cách biệt 1-2 phút đó. Vì muốn vượt qua một giây 25 này, bạn sẽ không biết mình nên làm gì, chỉ có thể từng lần tập trung tập trung lại tập trung, cho đến một khắc cuối cùng mới có thể trông thấy kết cục. Có điều, tuy cáu người nhưng các cao thủ đại công hội đã quen với kiểu cạnh tranh như thế cạnh tranh kỷ lục chính là thắng nhau tại một giây đó trông thấy thành tích bên yên vũ lâu tưởng du chẳng những nóng nảy mà còn hớn hở gửi tin cho dạ độ hàn đàm chú xem anh biết mà hướng dẫn của thằng trả chỉ đến thế thôi thằng trả dĩ nhiên là chỉ diệp tu lần trước yên vũ lâu mua hướng dẫn đánh kỷ lục tưởng du tự nhiên cũng nghĩ họ hiện giờ cũng làm thế lại không nghĩ yên vũ lâu cũng giống mình tự ngâm cứu một hồi tiếp tục cố gắng đi tưởng du khích lệ các đồng chí khu 10, nghĩ tới Yên Vũ Lâu phải bỏ ra một đống vật liệu để mua hướng dẫn mới có được thành tích này, còn bên mưu đồ bá đạo hoàn toàn dựa vào chính mình, tưởng du đã thấy sự khác biệt đẳng cấp. Chuyện tưởng du không ngờ, quả thật là nhiều lắm, gã không ngờ, hướng dẫn của Yên Vũ Lâu thật ra cũng đổ xeo mết, đây là điểm giống nhau. Điểm khác nhau chính là, mưu đồ bá đạo sau khi biết thân phận thật sự của quân Mạc Tiếu liền không ưa yếu thế trước quân Mạc Tiếu. Còn Yên Vũ Lâu thì không mấy bận tâm, Tuy trước đó đã uyển chuyển từ chối khéo hướng dẫn mà quân Mạc Tiếu chào hàng, nhưng Tân Kỷ Lục vừa lập, hội trưởng Yên Vũ Thương Thương đã thẳng thắn gửi tin cho quân Mạc Tiếu, thế nào, Kỷ Lục ok chứ? Ừ, tạm được, Diệp Tu trả lời, sặc, nếu xài hướng dẫn của ông thì sao? Yên Vũ Thương Thương hỏi, có thể cao hơn, Diệp Tu nói, thật, Yên Vũ Thương Thương gửi một biểu tình mặt hề, rõ ràng nghi ngờ Diệp Tu đang lừa mình, lại dùng biểu tình để làm dịu bầu không khí. Thật, Diệp Tu trả lời, kèm theo biểu tình đeo kính giả ngầu, tin hay không, phải xem Yên Vũ Thương Thương. Ờ, thế hướng dẫn của ông cuối cùng là được ai mua? Yên Vũ Thương Thương hỏi, gã có lý do nghi ngờ, nếu như tồn tại một bản hướng dẫn vượt hơn hẳn họ, vậy tại sao họ vẫn không thấy tâm tích kỷ lục đó, dù hai ba phó bản đã trôi qua? Kết quả, không đợi Diệp Tu trả lời, một thông báo hệ thống vô cùng thuyết phục đã nhảy lên. Chúc mừng công hội Lam Khê các phá vỡ kỷ lục qua cửa thành tội ác, thành tích 28 phút 12 giây 52. Gần như đồng thời, Diệp Tu đã nhận được một tin nhắn mới, là Lam Hà gửi, chỉ có hai chữ: bán đứt. "Tin rồi." Diệp Tu cười, "Tin rồi, tin rồi, nếu không đủ, tụi tôi có thể thêm chút." Lam Hà thậm chí chủ động tăng giá, giá bản hướng dẫn vốn đã hơi hơn giá đánh thay rồi, giá bán đứt tăng thêm gấp đôi cũng hoàn toàn trong phạm vi chấp nhận của Lam Hà, cậu thậm chí còn sẵn lòng đưa thêm, có thể nói, lúc này cậu đã hoàn toàn tin phục vào nó không cần đâu, giá cứ án theo giá tôi đưa hồi chưa đi. Diệp Tu trả lời, không thành vấn đề, vật liệu tôi sẽ nhanh chóng gửi về cho anh. Lam Hà trả lời, được, Diệp Tu trả lời, tắt cửa sổ tán gẫu với Lam Hà, tin nhắn mới lại nhảy, lật thử, chính là Yên Vũ Thương Thương. A a a, là Lam Khê các sao? Hướng dẫn của ông quả nhiên còn pro hơn của tụi tôi. Lần này giá nhiêu, ông nói đi. Ê, ê ê ê ê, người đâu người đâu? Yên Vũ Thương Thương liên tù tỉ bốn tin. Bán hết sạch hướng dẫn rồi, Diệp Tu trả lời, bán hết, sao mà bán hết được, Yên Vũ Thương Thương nhanh chóng trả lời, nhưng chưa kịp đáp, người ta cũng tự khắc hiểu rõ, làm khê các gia giá cao mua đứt rồi à. Từng có một bản hướng dẫn ngay trước mặt ta, ta lại không biết quý trọng. Yên Vũ Thương Thương khóc ròng rời đi, dạ độ hàn đàm nhà mưu đồ bá đạo khó mà không có tâm tình y trang thế. Gã muốn quý trọng lắm, ngặt nỗi hội trưởng tưởng du lại muốn đọ với người ta, vì nó mà chẳng mang tới công việc bên thần chi lĩnh vực rảnh rỗi là tới khu 10 lang thang. Tân kỷ lục lam khê các vừa lập, dạ độ hàn đàm liền cảm thấy không ổn. Hồi trước từ chối bản hướng dẫn Diệp Tu chủ động bán, bây giờ chẳng lẽ đi chủ động xin bán hướng dẫn vì kỷ lục. Họ không muốn bẽ mặt trước Diệp Thu, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tình huống ép buộc. Buồn bực thay, hậu quả này là do tưởng du làm nên, xong chuyện cúi đầu lại để mình đi làm. Dạ độ hàn đàm thật phiền muộn, nhưng thật ra, gã lúc này hy vọng rằng hội trường sẽ ngoan cố tới cùng, kiên trì không tìm Diệp Thu, như vậy gã cũng không phải bẽ mặt trước người nọ, câu ve gốc, từng có một tình yêu chân thành ngay trước mặt ta, ta lại không biết quý trọng, đợi mất đi rồi mới hối hận không kịp, chuyện đau khổ nhất trần đời cùng lắm chỉ vậy mà thôi. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với nàng ba chữ ta yêu nàng. Nếu phải cho phần cảm tình này một thời hạn, ta hy vọng đó sẽ là một vạn năm. Đại thoại Tây Du của Châu Tinh trì mặt cười. Chương 298, nghiên cứu hướng dẫn là quan trọng nhất. Hòng làm việc của câu lạc bộ bá đổ răng đầy mây đen. Đáng ra đây phải là thời điểm sáng sớm hưng phấn nhất trong ngày của đám nhân viên điên đảo ngày đêm, nhưng sau khi chợt nhận ra ngày vui chẳng tài gan, tức thì liền có không ít người lấy cớ mệt mỏi xin nghỉ việc tối nay. Muốn xin nghỉ, đương nhiên phải qua ải tưởng du. Có điều, cả lũ lợi dụng tâm tư đang trầm trọng, chả buồn để ý của tưởng du mà bỏ chạy thành công hơn phân nửa. Tưởng du đang xem lại hướng dẫn của mình đến ngu người. Đó là tâm huyết của gã gã tự thấy mình đã viết ra một bản hướng dẫn cực hạn gã tràn đầy tự tin còn chẳng hề kiềm chế sự tự tin ấy trước mặt mọi người nhưng bây giờ kỷ lục của lam khê khắc lại như một cái bạt tai tát mặt gã đỏ dần dạ độ hàn đàm còn đang lo lắng tưởng du sẽ sai khiến mình gã ta lại xấu hổ đi đàm phán với quân mạc tiếu thật ra vào lúc này sao tưởng du lại không biết xấu hổ mà bắt chuyện với dạ độ hàn đàm chứ khiêm tốn được lợi tự mãn hại thân tưởng du đa sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy gã thật sự quá tự mãn rồi rốt cuộc bản hướng dẫn của mình sai ở đâu tưởng du mờ mịt mở một thư mục tài liệu nơi có toàn bộ tài liệu nghiên cứu phó bản ngục giam dưới đất của thành tội ác mặt bị đánh sưng chỉ có thể tự mình xoa tưởng du bây giờ ngay cả giả dạ độ hàn đàm nhà mình còn không muốn đối mặt huống chi người khác đường đường là hội trưởng vậy càng thêm sĩ diện vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu tưởng du đầy lo lắng càng gấp lại càng rối càng dối thì càng nhìn không ra vấn đề không tìm diệp thu vậy hỏi lam khê các thử tưởng du thậm chí nghĩ thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại lam khê các đối thủ cạnh tranh kỷ lục đấy sao có thể nói cho gã biết cách lập kỷ lục chứ thế chẳng phải bị ngu sao tưởng du phát hiện suy nghĩ của mình đang biểu hiện chỉ số thông minh giảm rõ rệt chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng du tự nói với bản thân dạ độ hàn đàm tạm thời chưa hỏi han gì như vậy còn khiến gã mừng hơn dạ độ hàn đàm thì sao lúc này thấy tưởng du không bắt chuyện với mình dạ độ hàn đàm thầm thấy may mắn hai người tâm ý không tương thông nhưng hành động lại vừa hay hợp ý nhau diệp tu coi như đã bành xong với yên vũ thương thương của yên vũ lâu hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý việc mưu đồ bá đạo sẽ tìm tới chỉ là không ngờ bên kia không có phản ứng gì diệp tu không biết chỉ xem như người của mưu ngư đồ bá đạo quả nhiên có oán niệm rất rất sâu với mình vì vậy cũng không để ý mấy sau khi lam khê các thành công mua đứt đấu pháp lam hà cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không hề thả lỏng hoàn toàn cậu thấy rõ giá trị của bản hướng dẫn này chẳng qua là một cao thủ trong trò chơi cậu đồng thời cũng nhìn ra được hướng dẫn đấy còn chưa tới mức phải cần một đại thần đứng đầu như diệp thu mới nghiên cứu được có điều nếu để họ tự nghiên cứu phải mất bao lâu mới có thể viết được một bản hướng dẫn có trình độ như này đám lam hà dự là không được rồi dù sao họ đã cầm nó trên tay soi đến tận răng có nghĩ nhiều hơn cũng chỉ là sao mình lại không nghĩ đến, còn chuyện nếu không có đấu pháp, mình mất bao lâu mới có thể ngâm cứu ra. Thì chưa nghĩ đến đâu, thế nhưng, sau khi thành công xoán ngôi kỷ lục của Yên Vũ Lâu và mưu đồ bá đạo, Lam Hà chỉ ít biết rằng, bọn họ đã vượt lên chiếm ngôi đầu. Bản hướng dẫn tựa như một hạng mục nghiên cứu kỹ thuật, mà Lam khê các nhờ vào việc mua bán mà chiếm được kỹ thuật tiên phong. Còn Yên Vũ Lâu và mưu đồ bá đạo tự mình nghiên cứu thì vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Có thể nói, nếu không có hai kỷ lục đi trước của mưu đồ bá đạo và yên vũ lâu lam hà chưa chắc đưa ra quyết định mua đứt chính vì thấy kỷ lục của hai nhà này lam khê các mới nhận ra giá trị của bản hướng dẫn trong tay tuy không phải tuyệt đối lại chưa chắc duy nhất nhưng nếu mua đứt ngay bây giờ sẽ đồng nghĩa với việc vượt lên dẫn đầu tất nhiên phải lợi dụng hết mức bản hướng dẫn mới mua được hiện nay tất cả đội tinh anh của lam khê các đều đang dùng đấu pháp trong bản hướng dẫn hơn nữa Lam Hà yêu cầu mọi người trong lúc sử dụng nhớ chú ý xem còn chỗ nào cải tiến nó hay không. Lam Hà chuẩn bị phát huy hết sức lực của mọi người cố gắng để kỹ thuật phó bản luôn dẫn đầu. Một đêm cứ thế trôi qua, bản hướng dẫn đã bị Diệp Tu đẩy lên cực hạn. Lam Khê các đồng lòng hợp sức nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Sau khi Yên Vũ lâu biết mình không thể thu mua hướng dẫn trong tay quân mạc Tiếu, cơ hội cứ tưởng dạng danh vì kỷ lục cũng vụt mất, trong lòng hối tiếc không thôi. Thực lực của họ đủ sức cạnh tranh nhưng ước muốn nổi tiếng nhiều lần nhờ cạnh tranh phó bản không hề dễ nói chi là đảm bảo kỷ lục luôn đứng đầu một cơ hội ngay trước mặt họ họ lại không biết quý trọng đợi mất đi rồi mới hối hận không kịp về phần mưu đồ bá đạo tưởng du quyết không thỏa hiệp tiếp tục cố gắng nghiên cứu song gã vốn tự mãn với hướng dẫn của mình biết đấy đã là cực hạn giờ muốn đột phá cực hạn của mình sao mà dễ thế được lại còn sợ mất mặt nên không định tìm người giúp đỡ một mình cứng đầu cứng cổ suốt một đêm tự khiến tâm tư dối như tơ vò, cũng chẳng mò được kết quả gì. Dù dạ độ hàn đàm không tìm tưởng Du nói chuyện, nhưng gã biết phải làm gì. Gã đang nắm đầu một số cao thủ trong công hội cùng nhau nghiên cứu và thay đổi đấu pháp lối thời của phe mình, nhưng không chút tiến triển gì suốt một đêm, ai nấy mặt mày ủ ê. Nhưng Diệp Tu nào thèm để ý, hướng dẫn đã bán đứt, nên giờ hắn rất thong dong. Đêm nay làm hết một lượt tất cả nhiệm vụ từ cấp 31 đến 38, quân mạc tiếu sắp tăng lên cấp 39. Mà tiếp đấy, hắn đang chuẩn bị đi nghiên cứu hướng dẫn của một phó bản mới. Nhóm top đầu của công hội ở khu 10 đều lên 39, sắp phải đổi phó bản khác. Giai đoạn ở rừng rậm bừng cháy và thành tội ác vì hoạt động Noel mà trôi qua trong thoáng chốc. Có thể nói, Diệp Tu bán hướng dẫn phó bản của thành tội ác cực kỳ dễ dàng, ngay cả Lam Hà cũng bất ngờ với cái giá bán đứt ấy của hắn. Trông thì chào hàng khắp kênh thế giới có lẽ sẽ kiếm lời nhiều hơn, trên thực tế lại không phải vậy. Cũng giống việc các công hội lớn không dám nhờ quân Mạc Tiếu lập kỷ lục, chuyện cầm hướng dẫn lập kỷ lục chỉ anh em trong công hội mới biết, không thể tiết lộ nhiều. Nếu mọi người biết kỷ lục do các đại công hội lập được là dựa vào một bản hướng dẫn, xét theo nguồn gốc chẳng khác gì nhờ quân Mạc Tiếu đánh thay, không phải năng lực của bản thân, kể từ đó ý nghĩa kỷ lục cũng mất đi. Kỷ lục của công hội trở thành công toi, Diệp Tu cũng không thể buôn bán được nữa, tình thế hoàn toàn bất lợi cho cả đôi bên. Vậy nên, hướng dẫn này tốt nhất vẫn âm thầm giao dịch thì hơn mà mỗi lần gửi tin giao bán với từng hội trưởng trong các công hội lớn, lỡ gặp đứa nào nham hiểm chơi bài im ỉm, chờ công hội khác cầm hướng dẫn lập kỷ lục rồi mới đưa ra yêu cầu, thủ đoạn đen tối đấy không thể không phòng. Như lần này, Lục Yên Vũ thương thương chạy tới trao đổi cùng Diệp Tu, Diệp Tu không hề tiết lộ mình đã bán cho Lam Khê Các, để Yên Vũ thương thương đoán tới đoán lui, hắn không muốn chờ chút cớ nào cho đối phương, chính là vì phòng ngừa loại hậu họa này. Dù sao đây đã là lần thứ hai bán hướng dẫn, không thể giống giai đoạn gây dựng sự nghiệp được Sáng 7 giờ, Diệp Tu kết thúc công việc Kỷ lục của phó bản thành tội ác khu 10 vẫn như lúc 1 giờ Lam Khê Các, Yên Vũ Lâu, mưu Đồ Bá Đạo đều đang cố gắng Nhưng thành tích vẫn không có bước đột phá Sau đó ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 Lam Khê Các liên tiếp xuất hiện thành tích mới Vài cái là phá kỷ lục cũ, vài cái là chém trệ đầy bảng Thành tích không chênh nhau mấy, chỉ hơn kém kỷ lục ban đầu một chút nhưng rõ ràng hơn hẳn kỷ lục của Yên Vũ Lâu và Mưu Đồ Bá Đạo, cả hai cứ thế bị bỏ xa dần. Từ lúc bắt đầu cạnh tranh kỷ lục phó bản ở cấp 20, khu 10 vẫn luôn cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Bất kể là giữa các công hội hay có quân mạc tiếu trên chân, từng phó bản đều là những kỷ lục sóng sau sô sóng trước. Mà lần này, làm khê các lại độc bá cả bảng, các công hội khác hoàn toàn lép vế, còn mỗi làm khê các tự sướng trên đấy. Từ ngày đầu tiên đứng đầu bảng đến hết ngày thứ tư, phó bản ngục giam dưới đất của thành tội ác, 10 tên đầu đều thuộc về Lam Khê Các, hơn nữa không chỉ mỗi một đội ngũ duy nhất. Ngoài 10 thứ hạng đầu, kỷ lục của mưu đồ bá đạo và yên vũ lâu cũng có chút đột phá, hiển nhiên việc nghiên cứu hướng dẫn của họ đã có bước tiến triển. Thế nhưng, tiến triển đấy chưa phải cực hạn, kỷ lục hai nhà đều thoa Lam Khê Các một chút. Mà lúc này, người chơi có cấp cao nhất ở khu 10 đã bước sang 40. Lam Khê Các tiếng tăm lẫy lừng ở phó bản thành tội ác, Xem như hưởng hết vị ngọt của những kiến thức kỹ thuật tiên phong. Lúc này mới lên 40, cả lũ đang gấp gáp chuẩn bị khiêu chiến phó bản mới, mà việc đầu tiên phải làm chính là đi tìm Diệp Tu để đàm phán hướng dẫn của phó bản mới. Đại thần, Lam Hà gửi đến một biểu tình sùng bái. "Ừ, vật liệu gom đủ, giao cho anh sau đây." Lam Hà đang nói đến vật liệu của lần mua đứt trước đấy. Lam khê các mất 4 ngày để thu đủ danh sách vật liệu từ rừng rậm bừng cháy mà Diệp Tu yêu cầu. Gửi qua hòm thư cho tôi là được diệp tu nói hòm thư trong trò chơi trừ người chơi hầu như cái gì cũng gửi được tốt tốt còn có a à, ha ha anh hiểu mà lam hà cười ha hả hướng dẫn phó bản hồ ngàn sóng phải không diệp tu trả lời đương nhiên đương nhiên lam hà có chút khẩn trương e sợ nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của mọi người ngay sau đó cậu thấy câu trả lời nhưng khi mở ra danh sách vật liệu liếc sơ qua nhìn khá quen mắt y như lần bên thành tội ác à thế giá bán đứt thế nào. Lam Hà liếc mắt xem qua, họ không có đủ vật liệu trên danh sách, thành đội ác tuy đã đi vài ngày, nhưng vấn đề là bên này đội ngũ ít, mỗi đội ngũ chỉ đi được 3 lần, lại còn phải đụng boss ẩn, vậy nên vật liệu sản xuất chưa đủ quy mô. Nhưng suy xét về trải nghiệm khi hợp tác cùng Diệp Thu, Lam Hà nghĩ dù thiếu cũng không thành vấn đề, bản thân không ăn quyệt, mà đối phương cũng tin tưởng mình, nên trực tiếp quan tâm giá bá đứt. Lại muốn mua đứt à? Lần này số lượng nhiều gấp 10 đó. Diệp Tu trả lời, chương 299, mua bán lớn, gấp 10 lần, thực ra, đây mới là cái giá Lam Hà cảm thấy xứng đáng. Dù sao hướng dẫn phó bản mang lại hiệu quả cực cao, bán một lượt 10 bản cũng không thiếu người tranh mua. Bán đứt phí tiết kiệm thời gian, phải chịu mất giá chút đỉnh, người ta chỉ ra giá của 10 nhà, xem như tạm có thể chấp nhận. Nhưng Lam Hà từng hưởng ưu đãi, nghe được cái giá gấp 10 này không tránh được thất vọng. Chỉ mua vũ khí tiên tiến về giật kỷ lục mà phải mất số tiền gấp 10 lần, cái giá này cắt cổ quá đi. Nhưng Lam Hà hiểu rõ tính tình Diệp Tu, chỉ biết khẽ thở dài, cũng không định mặc cả gì thêm, đáp đơn giản ừm, gửi qua đi. Bán đứt luôn hả? Diệp Tu đáp, không không, bình thường được rồi. Lam Hà vội đáp, tới ngay, lập tức đóng gói rồi mail cho ông liền. Diệp Tu trả lời, Lam Hà có chút hoang mang, sao có cảm giác như đi mua phở thế này. Vừa nghĩ vừa đăng nhập mail, Diệp Tu nhanh tay nhanh chân, hướng dẫn đã gửi qua từ lúc nào. Lam Hà nhanh chóng gọi tim đi nghiên cứu. Tinh hoa phó bản đã tới tay, cũng phải tranh thủ thời gian thấu hiểu hết mới đạt được năng suất cao nhất. Lam khê các bận rộn, bên yên vũ lâu cũng không ngồi chơi sơi nước. Bốn ngày, cả đám dùng hết bốn ngày, vắt óc cũng không tài nào nghĩ ra được cách đánh phó bản cao cấp nhất. Dù cả bọn vẫn tràn trề lòng tin, nhưng trong cuộc đua phó bản đầy khốc liệt, kỹ thuật lạc hậu hơn người ta một bậc, cả đám không thể nào ngủ yên nổi. Vì vậy sau khi thăng lên cấp 40, Yên Vũ thường thường canh giờ mua hướng dẫn như canh siêu óp, mua về vừa có thể cải tiến kỹ thuật, đồng thời cũng có thể làm tài liệu mẫu học theo. Tan nát nhất phải kể đến mưu đồ bá đạo, tưởng du cũng gùi đầu nghiên cứu 4 ngày như Yên Vũ lâu, kết quả cuối cùng vẫn kém một bước, chẳng biết bứt đứt bao nhiêu tóc rồi. Hơn nữa gã chôn đầu vào hướng dẫn phó bản thành tội ác, dạ độ hàn đàm không dám tới phiền, kết quả tới khi mọi người lên đến cấp 40, hướng dẫn thành tội ác còn chưa xong, đừng nói chi phó bản mới Hồ Thiên Ba vì thân phận đặc biệt của diệp tu tưởng du bỗng lâm vào tình cảnh khó xử không biết làm thế nào phía các công hội khác như trung thảo đường cũng không bị ngu bốn ngày hỏi thăm được chút chuyện may là lúc này vẫn chưa quá muộn bắt đầu chuyển sang bu bám quân mạc tiếu diệp tu bán hướng dẫn trong thầm lặng với mấy công hội bóng gió hỏi han chuyện nhà người khác cũng biết ứng xử khéo léo nhưng hiện tại dù là các công hội lớn vật liếu hiếm cao cấp cũng rất ít ỏi Diệp Tu tin tưởng thái độ Lam Khê Các mới đòi vật liệu hiếm cấp cao, chờ tụi đó gom đủ rồi đưa. Còn mấy công hội khác không thân thiết mấy, đành chọn vật liệu theo khả năng người ta, nếu thiếu thì lấy vật liệu tương đương bù vào. Nháy mắt Diệp Tu cũng bán được 10 bản hướng dẫn phó bản Hồ Thiên Ba, đa số đều giao vật liệu trước rồi đưa hàng sau, thành ra kiếm được một mẻ bộn. Tất cả công hội nhận được hướng dẫn đều tiến hành nghiên cứu sôi nổi, cạnh tranh kỷ lục phó bản Hồ Thiên Ba lúc lên cấp 40 càng lúc càng nóng sốt. 10 công hội mua hướng dẫn, bên đây vừa ao bên kia lập tức leo lên, kỷ lục như cưới ngựa xem hoa. Trong lúc thăm dò lẫn nhau cũng ngầm hiểu ra vài chuyện. Vì để không phí vật liệu vô ích, cả đám càng thêm chịu khó. Bên mưu đổ bá đạo vẫn dối một nùi, trong tình hình đó càng muốn bật khóc. Kỷ lục của 10 công hội đã cách kỷ lục quần chúng phá chơi cả khúc, mà mưu đồ bá đạo hiện đang có xu thế chìm nhỉm trong mớ quần chúng đông đảo kia. Tưởng du nghiến răng, cuối cùng không thể không chấp nhận số phận, được rồi, dẹp hết đi, xoắn gì nữa đi mua một bản hướng dẫn đi. Dạ độ hàn đàm vốn nhấp nhổm không yên, thấy tưởng du thông suốt, dẹp thể diện qua một bên, không nói hai lời lập tức liên hệ quân mạc tiếu. Diệp tu cũng không nói hai lời, đách cần biết là ai, muốn hướng dẫn thì xì vật liệu ra,